Chúng tôi có mặt tại chùa Chánh Giác Toronto, Canada, trong chuyến đi hoằng pháp ở Canada. Thưa quý vị, chúng tôi đã đặt chân đến đất nước Canada hơn một tháng, trải từ bên Vancouver, tổ chức pháp hội trên đó, rồi xuống Calgary, Montreal. Hôm nay là điểm dừng chân cuối cùng ở Toronto. Thưa quý vị, hôm nay được cho phép của Thượng tọa Chủ trì và Chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng tôi có mặt tại chùa Chánh Giác để chia sẻ quý vị với pháp môn tịnh độ. Chắc là trong này ai cũng hưởng ứng về pháp môn tịnh độ, cho nên hôm nay chúng ta mới đến đây niệm Phật không quý vị? Vâng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng rất là lạ ngạc nhiên. Những cái pháp hội khác thì 9:30 rải rác đến 10 giờ hoặc 11 giờ Phật tử đến mới đông đủ, nhưng hôm nay không biết vì lý do gì đây mà quý Phật tử đến hầu như ngồi là kín hết trong chánh điện trong một buổi sáng. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh quý vị. Ở trong này ai có xem đĩa của Tịnh Thất Quang Âm do Đại Đức Thích Nhất Nhàn thuyết giảng rồi đưa tay cho biết ạ. Ồ, 100%, cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, chắc là quý vị cũng không lấy làm lạ là cũng thường xuyên được gặp chúng tôi trên trang web vô lượng thọ.vn. Đây là trang web chính thức được lưu truyền khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đang xuyển dương truyền bá pháp môn tịnh độ xuyên qua bên mạng lưới internet. Chắc là ở đây ai cũng có internet, cho nên hôm nay chúng tôi đến đây thì thời gian không có được nhiều, chỉ có buổi sáng đây là được 2 tiếng đồng hồ. Chiều hôm nay chúng ta sẽ niệm Phật xong, có thể chúng tôi rút ngắn cái thời gian quý vị giải lao đó. Thay vì khoảng 5:30 đến 6 giờ theo như chương trình, 5:30 đến 6:30 quý vị có thể dùng tiểu thực buổi chiều. Nhưng chúng tôi muốn có thể giảng 3 tiếng mấy, 4 tiếng một lần luôn, để rút ngắn cái thời gian chúng ta khỏi nghỉ, để quý vị về sớm được không ạ? Thưa quý vị, trong chuyến hoằng pháp ở Canada thì hôm nay được chính thức một ngôi chùa rộng rãi khang trang. Quý vị ngồi trong một ngôi chùa, chúng tôi thấy rất là ấm cúng được sự gia trì của chư Phật. Và đặc biệt sau buổi niệm Phật xong, quý vị được nghe chúng tôi giảng, thường những nơi khác vào là chúng tôi khai mạc pháp hội và giảng luôn, nhưng hôm nay quý vị được niệm Phật trước khi nghe chúng tôi giảng. Đó là nó một cái điều kiện để tâm chúng ta tương đối thanh tịnh thì chúng ta mới đón nhận được những cái lời pháp của Phật được truyền Chư Tôn Đức Tăng Ni truyền thừa lại. Và hôm nay đặc biệt có một số quý Phật tử ở Ohio. Quý Phật tử Ohio đâu ha, đứng dậy cho thấy một số quý Phật tử Ohio đã đến đây tham dự, đến đây. Và khi chúng tôi mở pháp hội bên Oregon, Cali, Santa Ana, Atlanta, cũng có một số quý Phật tử Ohio đến để tham dự trong chuyến đi hoằng pháp ở Hoa Kỳ vừa qua. Có thể quý vị ngồi cho thoải mái khỏi chắp tay, thấy một số các vị cung kính chúng tôi quá, chắp tay, sợ mỏi tay. Thưa quý vị, hôm nay thời gian thì không có được nhiều, chúng tôi tranh thủ đi thẳng vào vấn đề là muốn chia sẻ quý vị cái đề tài tịnh nghiệp tam phước. Ở trong này ai đã nghe cái đề tài tịnh nghiệp tam phước chưa, giơ tay cho biết ạ? Chắc là chưa. Nếu ai đã nghe được tịnh nghiệp tam phước của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không, Ngài đã giảng, nhưng Ngài giảng bằng tiếng Tàu, cái dịch ra tiếng Việt. Chúng tôi cũng có giảng nhưng mà chưa có thời gian chúng tôi giảng được cái tịnh nghiệp tam phước này. Cái tịnh nghiệp tam phước này nằm trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng tôi đi sâu vào pháp môn tịnh độ và chỉ có giảng tịnh độ, khuyến khích người tu tịnh độ và khích lệ những người bạn sen hữu duyên với pháp môn tịnh độ đi về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái bổn nguyện của chúng tôi lưu lại trong cõi nơi này. Vì pháp môn tịnh độ hàng căn cơ nào cũng phù hợp, pháp môn thiền với mật tông thì phải thượng căn thượng trí tu mới được.
Còn pháp môn tịnh độ thì hàng hạ căn hạ trí, ngu ngu dốt dốt như giác nhàn cũng tu được, không sao cả, căn cơ nào cũng phù hợp. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi mới giới thiệu quý vị đến cái đề tài mà chúng tôi phải nói suốt trong ngày hôm nay chưa hết được. Đúng ra đề tài này phải mất 10 tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay trong vòng 6 tiếng đồng hồ là sáng nay 2 tiếng, chiều nay 4 tiếng, cũng không hết được cái đề tài này. Vì Đức Phật nói rằng 10 phương chư Phật bỏ cái chánh nhân tịnh nghiệp tam phước này không thể thành Phật được. Bất cứ một chúng sanh nào nếu không lấy cái chánh nhân tịnh nghiệp tam phước này để mà tu hành thì không thể thành Phật được. Có 3 cái loại nghiệp. Thứ nhất là ác nghiệp. Ác nghiệp thì đi vào địa ngục và ngạ quỷ súc sanh. Còn thiện nghiệp mà thiện nghiệp thượng á thì được lên cõi trời. Thiện nghiệp trung á thì làm loài người, mà thiện nghiệp hạ thì làm loài Atula. Quý vị nghe hồi trước giờ 2 cái loại nghiệp đúng không ạ? Thiện nghiệp và ác nghiệp đúng không ạ? Hôm nay nó còn một cái nữa gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp này nó tương ứng với cảnh giới cực lạc. Và tịnh nghiệp này lấy từ đâu? Lấy từ lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói cho bà Vi Đề Hy tại ngục tù, mà vua A Xà Thế là người con của bà bắt bà nhốt trong cái ngục tù và đem cha của mình là vua Bằng Tần Bà Sa La, quý vị nghe mẫu chuyện này phải không ạ? Nhốt trong ngục tù để cho cha chết. Thì Phật Thích Ca Mâu Ni vì cái tấm lòng cảm đến cái tâm nguyện của bà Vi Đề Hy mà Phật Thích Ca Mâu Ni và ngài A Nan và ngài Mục Kiền Liên đi vào trong ngục tù và nói kinh Quán Vô Lượng Thọ này cho bà Vi Đề Hy. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh Phật Thiết A Di Đà cho hàng đệ tử, nhưng mà phải kêu ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất lại nói, phải kêu người trí tuệ đệ nhất mới có thể là Phật tin tưởng nói cái bộ kinh A Di Đà này cho ngài Xá Lợi Phất. Sẽ sợ về sau người ta không tin cái bộ kinh này. Và Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác tại núi Kỳ Xà Quạch cho chư hàng đại Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp và tất các vị A La Hán. Vì vậy cho nên thành ra cái pháp môn tịnh độ này có nhiều người nói rằng là truyền sang Trung Quốc mấy thầy tự bị đặt ra, chứ Phật không nói đến kinh đến về tịnh độ. Có nhiều vị thầy nói như thế. Nếu nói rằng kinh về pháp môn tịnh độ mà đi đến Trung Quốc rồi các tổ các thầy mới tự bày ra thì ai nói kinh A Di Đà tại Kỳ Viên Tịnh Xá? Ai nói kinh Quán Vô Lượng Thọ? Ai nói kinh Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Vì vậy hôm nay bộ kinh Quán Vô Lượng Thọ này quý vị mới nghe đến chứ chưa có ai đọc hết, và cũng có người đọc nhưng mà chưa có hiểu sâu về cái tịnh nghiệp tam phước này là gì. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn nói cái tịnh nghiệp tam phước này để cho quý vị làm một cái tư lương hành trang, để chúng ta khi bỏ bản thân này, khi đủ tịnh nghiệp tam phước hay gọi là đủ thiện căn phước đức nhân duyên á, thì 10 niệm vãng sanh. Còn nếu không đủ thiện căn phước đức nhân duyên, dầu quý vị niệm 100.000 ức niệm cũng không được vãng sanh. Vì nhất tâm niệm Phật mà không có tính nguyện để vãng sanh hay là không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì quý vị vẫn ở lại lớp. Nhớ chỗ này. Mà khi quý vị ở lại lớp nghĩa là thọ mạng quý vị hết, thì quý vị phải vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh hoặc trở về lại làm người chui vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Chứ không phải là chết là hết nha. Mà quý vị lấy cái phước của thiện nghiệp á để về cõi trời á nha, nó khó hơn là chúng ta thực hành tịnh nghiệp đi về cực lạc. Lắng nghe chỗ này. Cái chỗ này là chỗ Hòa Thượng Tịnh Không nói. Cái thiện nghiệp mình phải tranh đấu tự mình làm, gọi là tự lực mình làm. Không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà dâm mà giữ hạnh phúc mọi người. Cái này khó. Không nói láo khai khoang đâm thọc rửa chửi, đó là mới chỉ ác thôi nha. Muốn tác thiện thì chúng ta phải nói lời chân thật, nói lời lợi ích mọi người, lợi mình và lợi người, và đem lại những lời tốt đẹp cho mọi người, và nói ngay thẳng, không có nói gì lưỡi đôi chiều. Và không tham mà bố thí, không sân mà từ bi, và không si mê và có trí tuệ. Quý vị phải nỗ lực làm rốt ráo 10 điều thiện này, mà làm đạt đến chỉ tiêu 10 điểm trên 10 điểm, gọi là quý vị làm được thượng thiện thì quý vị về mới tới cõi trời. Về tới cõi trời, đó là cõi trời đâu xuất một ngày một đêm trên đó bằng 400 năm dưới này.
và người sống trên cõi trời đâu suất là 4.000 tuổi. Dầu cho 4.000 tuổi vẫn có hạn lượng vẫn hết. Cõi trời đau lợi một ngày một đêm ở trên đó bằng 1.000 năm dưới này, là bằng 400 năm dưới này. Một người ta sống 1.000 tuổi trên đó, một ngày một đêm trên đó là 400 năm dưới này, 1.000 tuổi trên đó là nhiều lắm, nhưng vẫn có hạn lượng. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc thì tuổi thọ vô lượng. Bây giờ chúng ta ngồi tính lại, nếu chúng ta không nguyện vãng sanh thì chúng ta đi đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la, Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Về cái cõi Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát á, chúng ta không có cửa lên nổi rồi. Nếu quý vị muốn đạt được Thanh Văn Tư Đạo Hàm, Tư Đạo Hàm, A-na-hàm và A-la-hán thì chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì mới giúp quý vị để đắc được A-la-hán. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã qua đời thì cái vấn đề mà đắc A-la-hán là xa lạ với chúng ta và chúng ta không có tầm tay để giới tới. Còn đắc quả Duyên Giác thì càng khó nữa. Mà đạt đến hàng vị Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập oai hướng, thập địa thì càng khó nữa. Muốn bước vào thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì quý vị phải tu ba một đại A Tăng kỳ kiếp đầu tiên. Và bước vào đa A Tăng kỳ kiếp thứ hai thì quý vị mới từ sơ địa đến thất địa. Muốn bước vào gọi rằng là thành tựu được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải bước đến cái quả vị thập bát địa, cửu địa, thập địa, rồi mới bước vào đẳng giác và diệu giác. Chúng ta không có cơ may được đi con đường này, xa lắm, lâu lắm. Mà một đại A Tăng kỳ kiếp không biết bao nhiêu trăm ngàn đời nghe. Một chết đi sống lại là một đời nghe, chứ không phải một kiếp nghe. Thì ba cái đoạn mà từ Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát mà chúng ta muốn đi theo cái thứ tự bậc cấp này để đạt được vô thượng chánh giác phải trải qua đa ba đại A Tăng kỳ kiếp. Và quý vị biết rằng là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đó thì những vị như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên á thì Phật chỉ giáo hóa là ngày ngang đến cái từng bậc là A La Hán thôi, Tư Đồ Hoàng, Tư Đồ Hàm, A Na Hàm và A La Hán thôi. Còn cái cõi trời dưới cái cõi Thanh Văn á, để chúng ta bước vào được trong cõi trời khó, vô cùng khó, bởi vì chúng ta phải làm 10 điều thiện mà gọi là thượng thiện. Hiện tại chúng ta đang là trung thiện nè. Có nửa thiện nửa ác nè, cho nên chúng ta vào bụng mẹ sanh ra 9 tháng 10 ngày ra đây gọi là trung thiện. Còn hàng hạ thiện là bước đến cõi A-la-tu-la, nóng hai mặt trời rất là khổ. Còn hàng hạ hơn nữa, thấp hơn nữa gọi là thượng ác. Thượng ác là ác hơi cao cao một chút á, ác mà còn một chút thiện á ngang, thì gọi là súc sanh. Còn ác như bà Thanh Đề đó gọi là trung ác á, thì làm ngọa ngạ quỷ. Còn hạ ác mà gọi là ác mà ác cực ác á, gọi là đọa xuống cảnh xấu đó, đó là ai? Đó là những người si mê bị vào trong cái cảnh giới địa ngục. Thì bây giờ chúng ta ngồi tính toán cộng trừ nhân chia, nếu chúng ta không bỏ báo thân này thì một là từ cõi người nó phải xuống dưới những cõi xấu rồi. Không phải là kêu mình lo xa nghe. Cái chuyện này bắt buộc ai cũng phải đến đúng không ạ? Chưa biết chừng nào đến chưa? Chưa là coi chừng ngày mai. Đúng không? Đúng không? Ai làm điều này? Ấn Quang Đại Sư viết chữ tử để lên trán. Lo cho ăn, mặc, ở và bệnh, nhưng không ai lo cho chết. Mà cái chết có đến không? Đến. Nhưng khi nó đến, mình không chuẩn bị trước, bị hốt hoảng phải không? Bị sợ hãi phải không? Bị run rẩy lo sợ đúng không ạ? Nếu ai lo cho cái chết đàng hoàng thì lúc chết phải tự tại chết. Hiểu chỗ này không? Còn không lo cho cái chết đàng hoàng thì lúc chết phải sợ hãi, phải rên la và oan gia trái chủ đến đòi mạng quý vị. Hôm nay chúng tôi nói thẳng vào vấn đề, không có nói lòng vòng. Quý vị nghe rất nhiều các vị thầy giảng, nhưng các thầy cũng mỗi thầy mỗi hướng đi. Có người nói thôi về cõi cực lạc khó lắm con, thôi đời sau làm người, biết làm người được không? Coi chừng xài hết cái phước làm người này, lúc bỏ báo thân này không làm người được. Vừa chui vô bụng mẹ nó đã phá thai rồi. Hiểu chỗ này không? Mà quý vị đã giết người phá thai như vậy thì đời sau coi chừng quý vị nó xử lý lại. Cứ coi lại đi, cái cõi này nó vô cùng khó nha. Không phải đơn giản á nha quý vị kìa. Ngồi tính nó không phải là đơn giản đây. Thì bây giờ chỉ có một con đường gọi là sinh lộ về Tây Phương Cực Lạc. Muốn sinh lộ đi trên con đường để mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì bây giờ phải tích lũy tịnh nghiệp tam phước. Mà tích lũy này trong tầm tay của các bạn chứ không phải là quá đáng ngoài tầm tay đâu. Tịnh nghiệp tam phước đó là gì?
hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, từ tâm bất sát và hành thập thiện nghiệp. Đó là tịnh nghiệp tam phước đầu tiên của người để làm nhân thừa và thiên thừa. Tịnh nghiệp để đạt được thanh văn thừa và duyên giác thừa rất là gọn, đó là quy y tam bảo, thọ trì cấm giới, không phạm oai nghi. Và tịnh nghiệp tam phước của hàng Bồ Tát để bước vào cảnh giới cực lạc, đó là gì? Đọc tụng đại thừa, là kinh Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ đó. Tôn đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả, tin sâu nhân quả và gì? Và nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho bà Vi Đề Hy khi ở trong ngục tù. Bà Vi Đề Hy khi thấy chồng của mình là vua Tằng Bà Sa La bị đứa con của mình là vua A Xà Thế nghe theo lời của Bồ Đề Bà Đạt Đa, là anh họ của Phật, đi theo sát để hại Phật, thì Phật mới nói là ta là đã thành Phật mà còn phải trả những cái quả của tiền khiên túc trái. Đề Bà Đạt Đa là người đã theo ta bao nhiêu đời này để đòi nợ ta. Còn tất cả các chúng sanh mà kêu không có người đòi nợ là chuyện lạ. Hiểu chỗ này không? Không gặp oan gia trái chủ là chuyện này không bao giờ có. Thì như vậy, khi mà Đề Bà Đạt Đa suối vua, suối người con của vua Tằng Bà Sa La là A Xà Thế giành sinh lên ngôi vị nắm quyền chức chỉ một ngày thôi, thì vua cha thương con quá, cho cha nắm ngai vị một ngày, lấy cái quyền y của nắm ngôi vị này ra lệnh nhốt cha vào trong ngục tù và không cho ăn uống. Mẹ của ngài là vợ của vua Tằng Bà Sa La mới đem cơm vào, vua A Xà Thế bắt được không cho đem thức ăn vào để cho nhanh chết. Bà không biết cách nào, bà phải chết mật ở trong người. Bắt đầu bà đi vào bận áo lại, đi vào cho chồng mình liếm cho qua ngày đoạn tháng, bắt được nhốt luôn không cho đi ra nữa. Thì lúc đó bà quá là khổ đau đến tuyệt vọng, khi thấy chồng mình khi thấy chồng mình chết ở trong ngục rồi, bà quá khổ đau, bà thấy cái cõi này sao mà con hại mẹ, con giết cha, và cái cõi này bà không thích sống ở cõi này nữa. Thì bà mới quay về núi Linh Thú, Phật đang giảng kinh Vô Lượng Thọ, bà chắp tay bà nói: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn không muốn sống ở cái cõi này nữa, con muốn về một cái cõi nào khác. Cõi này mà không có sanh già bệnh chết, không có con giết cha hại mẹ như vậy nữa. Bà tha thiết bà dập đầu đảnh lễ. Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thần thông nhìn cảm được cái tâm của bà và dùng thần lực đi vào trong ngục tù. Lúc này Phật dùng thần thông để vào độ cho bà. Bà đi vào trong ngục tù thì bà ngửa lên, bà thấy Phật, hai hàng nước mắt rơi lệ. Bà tha thiết nhờ Phật để đưa bà về cõi Phật, thì Phật mới dùng thần lực để cho bà thấy 10 phương pháp giới của Phật. Thì lúc đó bà nhìn, bà thấy cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà. Bà nói: con muốn về cảnh giới này, bây giờ con phải làm sao? Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: bà muốn về cảnh giới này, bà phải dùng 16 phép quán. Và phép gián quán cuối cùng đó là trì danh niệm Phật, và nói cho tịnh nghiệp tam phước cho bà. Thì lúc này bà nghe rồi, bà phát Bồ Đề Tâm, bà niệm Phật để vãng sanh Tây phương cực lạc. Thì khi người con là vua A Xà Thế, khi hỏi lại những cái người mà lo cho ngài lúc còn nhỏ đó, thì người ta mới kể lại là khi ngài mới sanh ra đó, thì những vị tướng số đó nói ngài về sau là một vị nghịch tử, giết cha hại mẹ, nên giết đứa nhỏ này đi. Nhưng mà cha nỡ nào giết con, chỉ có con giết cha thôi, thì ông không có giết. Và lúc đó cái tay của vua A Xà Thế đó là bị một cái mụn nhọt rất là đau lớn, khóc suốt ngày. Thì vua cha và Tằng Bà Sa La phải ngậm cái tay trong cái miệng á, để cho khỏi đau. Và ngậm đến cái lúc là máu nó bể cái mục ra, nó chảy ra mà cũng không dám rút ra, không dám rút cái tay ra sợ đau, và nuốt luôn bao nhiêu máu mủ xuống dưới bụng. Thì khi vua A Xà Thế nghe cái tâm trạng của người cha như vậy, òa lên khóc. Thì bắt đầu chạy vào trong ngục tù, thì thấy cha mình đã hóa ra người thiên cổ, đã chết rồi, chỉ còn lại người mẹ, và rất là khổ đau. Cho nên mang mẹ ra và ăn năn sám hối, lên Phật lạy sám hối và tha thiết không làm những tội lỗi đó nữa. Mà khi vua A Xà Thế là giết cha như vậy, hại mẹ đó, là nó rớt trong ngũ nghịch trọng tội. Đó là năm điều tội nặng nhất để phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Đó là giết cha, giết mẹ, giết vị hòa thượng, phá hòa hiệp tăng, làm Phật ra máu, giết vị A-la-hán, là năm ngũ nghịch trọng tội.
Nhưng vua A Xà Thế vẫn ăn năn sám hối và tha thiết tu hành. Thì trong vương kinh A Xà Thế nói ông vẫn vãng sanh được thượng phẩm trung sanh. Đây là vương kinh A Xà Thế và Thượng Tịnh Không nói chúng ta nghe. Vương kinh A Xà Thế nói là ngài không tạo nghiệp mới nữa, nghiệp cũ là giết cha hại mẹ đó, nhưng ăn năn sám hối, lấy cái nghiệp cũ này đóng gói tu gô về cực lạc. Biết tu gô không? Phật tử ở đây mà hỏi biết tu gô. Nghĩa là tất cả những nghiệp cũ đóng gói đới nghiệp là mang nghiệp cũ về cực lạc. Nhưng nghiệp cũ này, lắng nghe chỗ này quan trọng nè, nghiệp cũ này không sanh ra quả vì không có duyên ác. Cái nhân ác là nghiệp cũ, nhưng không có duyên ác thì nó không sanh ra quả ác. Mà cái nhân ác là nghiệp cũ bên Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày không gặp duyên ác. Nhớ nghe, một cái quả nó phải là nhân, duyên rồi mới đến quả nghe. Nhớ nghe, nếu có nhân là hạt đậu, mà không có duyên là không khí, nắng, mưa, hạt đậu này nó khô mầm, nó chết. Hiểu chỗ này không ạ? Như vậy cái nhân ác là vua A Xà Thế có, đã giết cha hại mẹ. Nhưng cái duyên ác cho nó không có là cái duyên hàng ngày gặp Phật nè, hàng ngày là ở trên đó là gặp các bậc thượng thiện nhân, là các hàng Bồ Tát nè. Rồi hàng ngày đó là trong một niệm đi cúng 10 muôn ức cõi Phật nè. Rồi hàng ngày đó là tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, chứ không có phải đi làm để tạo nghiệp xấu nè. Hầu như tất cả những cái hoàn cảnh trên đó là cái hoàn cảnh tốt. Và cái hoàn cảnh này Đức Phật A Di Đà đã thành Phật 10 kiếp. Hiện tại Ngài đang mở cái lớp học và đang giảng được 10 kiếp rồi. Và cái lớp học của Phật A Di Đà trên đó là dạy mình không phải chỉ có đắc A-la-hán đâu, mà đắc thẳng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở cõi ta bà này chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho chúng sanh đắc A-la-hán là chánh giác thôi. Hết rồi. Quý vị nghe 10 vị đệ tử là đắc A-la-hán không ạ? Còn các vị cư sĩ khác đến như Quan Âm, Thế Chí, ngồi để mà nghe kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, đó là các vị Bồ Tát để hóa thân thôi. Giống là, và trên đó dạy cho mình không những là đắc quả vị Bồ Tát, mà đắc thẳng vô quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói lớp học trên đó là dạy cho mình vô đại học luôn. Vô đại học là thành Phật luôn. Dễ sợ như vậy. Đó là cái cơ may và con đường ai cũng có khả năng. Và vua A Xà Thế là người cực ác, nghe theo Đề Bà Đạt Đa, giết cha hại mẹ, nhưng ông ăn năn sám hối. Cho nên quý vị coi lại trong 48 lời nguyện, nguyện thứ 18 có nói: nếu ai hết lòng tin ưa danh hiệu Đức Phật A Di Đà, lúc lâm chung niệm một niệm đến 10 niệm nha, trừ những người ngũ nghịch trọng tội mà hỷ bán chánh pháp. Nếu họ ngũ nghịch trọng tội như vua A Xà Thế, giết cha hại mẹ, nhưng vẫn còn tin chánh pháp, là tin pháp môn niệm Phật, tin cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và tin 48 lời nguyện của Phật A Di Đà, thì người này vẫn còn cơ may. Nhưng hôm nay chúng ta không rớt vô tình trạng ngũ nghịch đúng không ạ? Chúng ta vẫn có cơ may phải không ạ? Nhưng mà cái duyên chúng ta không thù thắng bằng vua A Xà Thế là không được gặp Phật trong lúc sanh ra. Mình đã xa Phật cách đây hơn 2558 năm. Đây là cái thiệt thòi của mình. Nhưng chúng ta vẫn có một cái hơn của vua A Xà Thế là biết được chánh pháp, không giết cha hại mẹ đúng không ạ? Không rớt vào trong ngũ nghịch thập ác đúng không ạ? Nhưng mà cái duyên của chúng ta để giống như cái duyên của vua A Xà Thế thì không có, là không được gặp Phật ra đời. Vì thời này là thời mạt pháp, 1000 năm đầu là chánh pháp. Họ tâm họ thanh tịnh rồi, họ khỏi còn tu thiền định, họ chỉ tu giới luật cái đắc là A-la-hán. 1000 năm sau cái tâm họ phải tu thiền định nó mới thanh tịnh được. Cho nên thành ra 1000 năm sau phải tu thiền định. Và Phật quyền ký 10000 năm sau là bắt đầu vào thời điểm này nè. Thời điểm này là Phật lịch 2558, nó đã bước vào khỏi 2000 năm, nó rớt vào 558 năm trong thời 10000 năm mà pháp. Thì tu tịnh độ được thành tựu. Mà muốn tu tịnh độ được thành tựu thì không nên xen tạp. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói trong Tây Phương Sát Chỉ là không nên xen tạp. Không nên xen tạp là một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà tụng. Cái đây là cái đường hướng của Hòa Thượng Tịnh Không chúng tôi nói ra. Còn rất nhiều thầy Hòa Thượng nói kinh nào tụng cũng được hồi hướng về cực lạc là được. Nhưng riêng Hòa Thượng Tịnh Không nói kinh nào cũng tụng, nhưng những kinh khác không có 48 lời nguyện, không có cảnh giới cực lạc, không có tam bối giảng sanh, thì mình tụng vào cái văn kinh và cái cảnh giới nó lâu ảnh hưởng đến mình.
để mình tích lũy đủ công đức để mình hồi hướng về bên đó thì nó lâu lắm. Thôi bây giờ mình chỉ một cuốn kinh Vô Lượng Thọ mình tụng để tính giải hành chứng trong cuốn kinh này. Sáng nào cũng khi con thành Phật, khi con thành Phật. 48 lời nguyện không? 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Xưa là Ngài là một vị vua tên là Thế Nhiêu. Khi gặp Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, cái thời quá khứ á, mà cái thời Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai là 42 đại kiếp. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có 12.000 năm. Thời gian quá ngắn, 12.000 năm. Chánh Pháp và Tượng Pháp Mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 12.000 năm. 10.000 năm Mạt Pháp, 1.000 năm đầu Chánh Pháp, 1.000 năm thứ hai là Tượng Pháp, 10.000 năm là Mạt Pháp. Mà 10.000 năm Mạt Pháp này đến khoảng 4.000 năm sau á, bây giờ là 558 năm nè, mà 4.000 năm sau á thì cái Chánh Pháp bắt đầu nó lụi tàn dần 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 dần. Và lúc đó người đi giết người chứ không phải người đi giết súc sanh đó nghe. Lắng nghe nghe. Ngay chỗ này nghe. Bây giờ thì người giết súc sanh vì tâm người ta si mê, người ta thấy chúng sanh là vật dưỡng nhân, chứ người ta không thấy nổi lời Phật nói là tứ sanh phụ mẫu. Gà, vịt, heo, bò, tất cả loài thú nó có Phật tánh và tu hành sẽ thành Phật. Nhớ chỗ này. Nó là cha mẹ trong thời quá khứ. Cho nên trong kinh Tăng Chi bộ kinh nói là đi khắp thế gian này tìm một chúng sanh không phải là cha mẹ mình tìm không ra, đâu đâu cũng là cha mẹ. Nhớ chỗ này không? Thì đến cái khoảng thời gian 1.000 năm đầu á, thì đệ tử của Phật và tất cả chúng sanh khi gặp Phật, Phật nói rằng là đống xương khô đó là cha mẹ của ta, ta phải lạy đống xương khô. Kinh gì ta? Báo hiếu phụ mẫu ân phải không? A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, vì sao Ngài phải lạy đống xương khô? Ngài là một vị cha lành, thiên nhân chứ đạo sư là thầy của trời người, vì sao Ngài lạy đống xương khô? Đức Phật mới nói: này A Nan, đống xương khô đây là cha mẹ ta, dù đó là súc sanh, gà, vịt, heo, chó, và chúng sanh lóc thịt ăn hết rồi còn để xương lại, ta phải lạy tội thế cho chúng sanh. Thì lúc thời Đức Phật còn tại thế, khi nói một cái chúng sanh có cái căn lành, họ không ăn thịt chúng sanh liền. Hiểu chỗ này không? Họ tin lời Phật liền. Nhưng giờ thầy nói cho chiều, giờ thấy nồi thịt gà vẫn khoái. Nhớ nghe. Bởi vì cái căn lành mình nó kém. Hiểu chỗ này không ạ? Thì bây giờ mình phải tích lũy cái công đức để căn lành mình nó nuôi lớn lên. Hiểu không? Căn lành mình nó kém. Khi nói như vậy mình vẫn không áp phê gì hết. Nói vậy cho người ta ăn cái chết chóc gì đâu. Không chết chóc, lúc gần chết rồi ngáp ngáp sẽ thấy nó. Nó hành cho tơi tả mà te tua tàn tạng không quý vị nghe. Trời, cái phòng hộ niệm của thầy bây giờ hiện tại 15 ca ung thư đang nằm ở đó. 15 ca ung thư nha. Chiều nay chúng tôi đưa cho quý vị cái đĩa gọi là, ai lên mạng rồi sẽ thấy cái đĩa gọi rằng là gì? Ký sự trợ niệm cho người lúc lâm chung. Họ nằm họ nói quá trời là tội nghiệp thê thảm. Do cái gì? Do cái quả báo họ ăn thịt chúng sanh, do cái quả báo họ sát sanh. Mà đã ra cái quả đó rồi quý vị khó thoát nó lắm. Thôi bây giờ chặn từ cái nhân đây, chặn từ cái nhân. Cho nên thành ra khi Phật còn tại thế thì chúng sanh khi nghe Phật nói tất cả chúng sanh là cha mẹ, tin liền. Tất cả chúng sanh là gà, vịt, heo, chó luôn á nghe. Tất cả loài súc sanh đó nghe, thì tin liền. Nhưng đến bây giờ cái căn lành chúng sanh nó thấp kém, phước báu thì cạn mỏng, nói không tin. Thì đến một lúc nữa, lắng nghe nghe, đến một lúc nữa thì gì? Thì cha mẹ anh em nồi da sáo thịt giết nhau như súc sanh. Ghê. Không còn lương tri nữa. Cũng như bây giờ là mình gì? Không thấy súc sanh là cha mẹ, chỉ thấy trong một đời là anh em cha mẹ đời này thôi. Không thấy anh súc sanh là cha mẹ anh em đời trước nữa, không có thấy. Nhưng đến một cái lúc 4-5 ngàn năm về sau là cái lương tri mình không còn, là không biết anh em cha mẹ là ai nữa. Biết nhưng mà cái lòng tham mình nó quá cao độ, lên đưa tiền không đưa tiền giết. Giờ cũng có thỉnh thoảng báo đăng rồi đó. Yeah. Thỉnh thoảng có báo đăng con cái kêu cha mẹ không đưa tiền, cái nó lấy cây nó khỏ đầu cái chết có. Hiểu không? Thì một thời gian nó tràn ngập cái chuyện này nữa. Cho nên thành ra Phật nói là tam giới không an giống như nhà lửa, tam giới vô an giống do như quả trạch. Tam giới là dục giới mình ở nè, sắc giới và vô sắc giới dầu là cõi trời cũng không an giống như nhà lửa. Hiểu chỗ nào không ạ? Và tam giới này là bị chịu ảnh hưởng của gì? Của ngũ trược ác thế. Muốn mau mau ra khỏi ngũ trược ác thế này thì khôn ngoan ngoan ngoãn cuộc đời còn lại, tích lũy cái gì mang đi được thì nên tích lũy, cái gì không mang đi được đủ xài, Việt Nam nói là vừa đủ xài, thì gì? Thì nên từ từ đừng tích lũy. Tích lũy vừa vừa đủ để xài thôi. Cái gì mang đi được?
thiện căn phước đức nhân duyên, tịnh nghiệp tam phước, tích lũy mang đi được. Cái gì mang không được? Nhà cửa xe cộ tiền bạc, ruộng vườn châu bò, cuộc sống khi mình đi hột nút nó cũng lẫy, không mang đi được. Nhưng vẫn đâm đầu ngày giờ lao vào để làm, khi thọ mạng hết hồi nào không hay. Thọ mạng hết quý vị làm sao quý vị xài được đó? Mà mình xài không được nó mà không có để mang đi. Tối nay về vắt tay lên trán suy nghĩ lại xem sao. Không phải chúng tôi nói như vậy là quý vị phải bỏ hết công ăn chuyện làm, mà mình phải sắp xếp thời gian. Hôm bữa trên Montreal có Phật tử nói: con nghe thầy giảng vậy, bây giờ con về con đóng cửa hết, chồng con ở nhà bắt đầu lo niệm Phật. Kiểu này đói nhăn răng chết. Cái đó là gì? Cái đó là mình tu mà không có trí tuệ. Thế vì lúc trước mình làm qua đây mấy chục năm rồi, thôi nhà mình ở sơ sơ cũng được, không cần nhà lớn lắm, xe mới lắm, bây giờ phải đi cày để mà trả. Thì thôi mình xài vừa vừa để sáng tối có thể mình dành thời gian, và có thể mình có được điều kiện mình đi làm buổi sáng, còn buổi chiều mình ở nhà mình tu. Một ông chồng đi làm cả ngày, mình làm buổi thôi, phải không ạ? Chia nhau, người làm buổi một tháng, rồi thời gian nữa là ông chồng đi làm, bà vợ ở nhà. Bên Rio có hai vợ chồng của cô Quỳnh Giao á, kêu: anh ơi, bây giờ cái nhà mình trả cũng gần, cũng là đủ khả năng anh đi làm. Thôi như vậy anh đi làm, anh kiếm tiền anh trả, em ở nhà em tích lũy công đức, hai vợ chồng mình chia đôi. Ờ được. Mới lần đầu kêu thôi để 3 năm sau mình có con, cưới nhau 3 năm rồi cái tự nhiên nghe pháp của thầy, nghe Phật pháp, thôi khỏi có con nữa, ở như vậy cho nó khỏe đi, để mình về cực lạc chứ mình na thêm mấy cái độ một nó khó anh ha. Kêu ừ được. Cuối cùng hai vợ chồng không có con. Mà sao lạ nha, hai vợ chồng như vậy là gì? Hàng ngày cứ công phu niệm Phật, bây giờ đúng ông chồng đi làm, họ vẫn sống bên này được quý vị, do mình sắp xếp. Cho nên thành ra chúng tôi hôm nay muốn gặp quý vị để nói cho quý vị nên mang cái gì đi được thì nên làm. Nhớ. Mà thời gian quý vị tưởng là dài lắm hả? Không có đâu. Đức Phật nói này, tất cả các vị tùy theo, mạng sống con người còn bao lâu? Thì có vị nói mạng sống con người là 100 năm. Bởi vì Đức Phật lúc ra đời á, Đức Phật lúc mà thành Phật á, thì con người sống được 100 tuổi thọ. Nhưng Phật chỉ sống 80 tuổi thôi. Vì khi Phật vừa thành Phật một cái là lúc đó chư thiên xuống thỉnh Ngài để thuyết pháp. Thì khi thỉnh Ngài thuyết pháp xong rồi thì Ma Ba Tùng cũng đồng thời thỉnh Ngài nhập Niết Bàn liền. Ngài kêu không, ta đã hứa với các vị chư thiên rồi, cho nên ta phải ở lại. Mà ta hứa với các vị Ma Ba Tùng là 80 tuổi ta đi. Nhớ nghe, 80 tuổi đó là do Đức Phật hứa với Ma Ba Tùng đó nghe. Bây giờ ông thỉnh nhập thỉnh liền, cho nên Đức Phật phải hứa thời gian để đi với họ cho họ vui. Hiểu không ạ? Nó 80 tuổi đó là do Đức Phật trong sử liệu nói là hứa với Ma Ba Tùng nghe. Hứa với Ma Ba Tùng là 80 tuổi đi. Và như vậy là con người lúc đó sống được 100 tuổi. Nhớ nghe. Và đến bây giờ 3.000 năm, gần 3.000 năm thì con người giảm 30 tuổi. Mình kêu gọi là thất thập cổ lai hy, đúng không? Và 5.000 năm thì con người sẽ giảm còn 50 tuổi. Đó là nói về cái chung thôi. Chứ có nhiều người thọ mạng ngắn, họ không được một tuổi, mới có mấy tuần lễ chui vô bụng là họ thọ mạng, họ hết, họ chết rồi. Hiểu không ạ? Thì như vậy cái lượng tuổi của chúng ta nó không dài, cho nên Đức Phật mới nói này các tỳ kheo, tuổi của con người mình thọ mạng dài bao nhiêu? Thì các vị tỳ kheo nói 100 tuổi, Phật nói không phải. Có nhiều vị nói 50 tuổi, Phật nói cũng không phải. Có nhiều người nói 20 tuổi cũng không phải. Có người nói một ngày, Phật nói cũng không phải. Một tiếng đồng hồ cũng không phải. Phật nói mạng người qua hơi thở. Hít vô mà không thở, thở ra mà không hít vô thì gì? Đời mình tiêu. Mà người gần chết biết người ta thở làm sao không? Họ kiếm hơi thở như mình không có đâu nha. Bây giờ mình có hơi thở đầy đủ, mình không chịu tu lúc đó. Họ muốn sống lại 1-2 ngày để họ đủ cái hơi thở để họ tu. Hết, thọ mạng hết. Biết thở làm sao? Thấy chưa? Thấy người gần chết thở chưa? Thầy thấy cái vụ này quen lắm mà đó nha. Hay đi hộ niệm cho nên thấy cái vụ này quen dữ lắm à. Họ tìm lại cái hơi thở xuống tới buồng phổi như bây giờ, tìm không có. Bởi vì thọ mạng hết rồi, họ tìm không ra nha quý vị nha. Họ tìm không ra. Cho nên bây giờ còn một hơi thở thì phải tích lũy thiện căn phước đức để đi. Nhớ nghe, chỗ này quan trọng nghe. Gặp nhau trong cuộc đời này, vợ chồng con cái cha mẹ anh em,
do bốn cái nguyên nhân mà mình gặp nhau. Thứ nhất là đòi nợ, thứ hai là trả nợ, thứ ba là báo ân, thứ tư là báo oán. Có những người lúc còn sống là ân nhân với nhau, họ đến họ báo ân cho mình, nhưng lúc gần chết họ báo oán. Họ báo oán sao biết không? Khi còn sống rất thương yêu lo lắng nhau, cái lúc gần lâm chung họ không biết tụng kinh, họ không biết niệm Phật, họ không biết làm phước cho mình, mà họ phải khóc lóc. Lúc mình ra đi họ phải gì? Họ kêu những người khác đến yếm mình cho sợ mình về bắt họ nữa. Dễ sợ như vậy. Họ dùng cái cách để họ yếm mình nữa chứ. Họ nghe mấy ông thầy pháp nói là ngày trùng. Bà ngoại chúng tôi bị, bà ngoại chúng tôi lại bị. Không biết họ yếm bằng cách nào bà ngoại chúng tôi mà quá trời khổ. Mẹ chúng tôi đi tu rồi mới thấy bà ngoại chúng tôi á nghe. Trời ơi, ông cậu ông kêu nghe cái ông thầy pháp nói ngày trùng, bây giờ nó bắt mấy đứa con trai phải nhờ ổng lấy bốn con cờ tướng á để ở trong cái hòm để yếm. Sao mà nó đủ kiểu ở thế gian này vậy trời? Cha mẹ con cái mà cuối cuộc đời là báo oán với nhau, rồi cái lúc đi họ khóc, họ không cho mình đi theo Phật mà không cho mình đi về cảnh giới lành, họ khóc, họ đấm chân kéo cẳng mình lại, họ khóc đã đành rồi, họ thuê người khóc mướn nữa chứ. Biết khóc mướn không? Ở Sài Gòn chúng tôi đi xuống nghe khóc bù lu bù la, xong cái khóc xong hết giờ cái là lấy tiền đi. Thì chúng tôi nói cái lúc lâm chung mà quý vị làm khơi lại và làm cho họ xáo trộn cái tâm bằng những tiếng khóc đó nghe, họ theo Phật không được. Đó là báo oán. Cho nên bây giờ chúng ta phải khôn, không ai thương mình bằng mình thương mình. Lấy công đức niệm Phật, lấy công đức in kinh, lấy công đức phóng sanh, lấy công đức lạy Phật để làm cái hành trang cho cuộc đời còn lại của mình. Nhớ không? Bao nhiêu năm khổ cực rồi, mình tạo bao nhiêu nghiệp sát sanh rồi, hôm nay mình ăn chay trường, phát tâm phóng sanh để lấy công đức này. Bao nhiêu năm mình bị si mê rồi, cho nên bây giờ mình phải niệm Phật, giúp cho người khác niệm Phật. Và gì nữa? Và ấn tống kinh tượng Phật tặng cho người khác. Đó là tích lũy công đức. Bây giờ bắt đầu chúng tôi bước vào bên trong, nói về cái tịnh tâm nghiệp tâm phước đầu tiên, hiếu dưỡng cha mẹ. Riêng cái vấn đề hiếu dưỡng ta mẹ và tôn kính sư trưởng, chúng tôi có một cái đĩa là Vu Lan báo hiếu, để lên trang web vôlượngthọ.vn. Cái này nói 2 tiếng đồng hồ rất kỹ. Hôm nay chúng tôi chỉ nói sơ lược. Và ai muốn đi nghe cái đĩa này Vu Lan vừa rồi năm 2014 đây nè, thì quý vị vào trang web Vô Lượng Thọ, là danh hiệu của Phật A Di Đà nha. Đức Phật A Di Đà có một danh hiệu là Vô Lượng Thọ, có thêm một danh hiệu nữa là Vô Lượng Công Đức, có thêm một danh hiệu nữa gọi là Vô Lượng Quang, và có thêm một danh hiệu nữa gọi là Vô Lượng Giác. Và Đức Phật nói tất cả các vô lượng thì chỉ có lấy Vô Lượng Thọ đại biểu cho vô lượng. Nếu bạn có Vô Lượng Quang trí tuệ sáng suốt, Vô Lượng Công Đức của cải giàu có, Vô Lượng Giác là được trí tuệ, được minh mẫn, và tất cả vô lượng, nhưng quý vị chết sớm quý vị được hưởng không? Không phải không ạ? Thì Vô Lượng Thọ là đại biểu cho vô lượng. Và nếu thọ mạng không có mà quý vị chết sớm thì tất cả những công việc gì của quý vị tính toán đều bỏ hết qua thế giới bên kia. Mà thế giới bên kia vẫn là mờ mịt, chưa biết đường đi đâu, phải không ạ? Mờ mịt như người đi đêm, không ạ? Đó, bây giờ chỉ có một con đường, đó là niệm Phật theo Phật A Di Đà. Mà muốn theo Phật A Di Đà thì phải chuyên nhất một pháp môn không xen tạp nha. Nhắc lại ha, một danh hiệu A Di Đà Phật là đủ hết. Nếu như là nói về mật tông thì danh hiệu A Di Đà Phật cũng là đại thần chú. Nói về thiền tông, danh hiệu A Di Đà Phật cũng là đại thiền định, đủ hết rồi. Không còn thêm trì chú, không còn thêm món gì khác. Có nhiều người nói thiền tịnh xong tu, thôi để họ tu đi. Một danh hiệu A Di Đà Phật mà niệm xuyên suốt, niệm lâu ngày thì gặp nhau tại nơi thiền định, pháp môn thiền định, đó là ngộ được tâm tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, bằng với thiền tông là ngộ được bản lai diện mục giống nhau. Được chưa ạ? Nhưng mà nhờ cái sức lực Phật gia trì, cho nên cái người mà ngộ được tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ nhanh hơn người thề thiền tông, vì thiền tông là phải tu tự lực. Được chưa? Còn mình đây vừa tự lực mà vừa tha lực. Được chưa? Đó, thì hôm nay chúng ta chuyên tu pháp môn Tịnh Độ. Nếu ai có ngỡ ngàng thì đọc cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Luận. Đừng nói niệm một Phật không bằng nhiều Phật. Niệm nhiều Phật để giác ngộ tự tánh mình khó hơn là niệm một Phật để ngộ được tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Đừng nói lạy một Phật không bằng nhiều Phật. Lạy Phật trước thì sẽ quên Phật sau. Lạy một Phật cảm được rồi, năng lạy là mình, sở lạy là Phật A Di Đà, tánh không tịch
thì cảnh giới xuất hiện, Phật A Di Đà xuất hiện. Mà khi Phật A Di Đà xuất hiện thì trong ánh quang minh của Phật A Di Đà có vô số Phật và vô số Bồ Tát hiện ở trong. Cho nên thành ra khỏi cần lại nhiều Phật mà chỉ cần lại một Phật. Tụng một kinh vô lượng thọ mà ngộ được một kinh, tức là tính giải hành chứng một bộ kinh vô lượng thọ, thì tất cả các kinh khác đều tính giải hành chứng. Cái nhất môn thâm nhập này hay lắm. Mà Ngài Đại Thế Chí nói làm sao? Bất giả phương tiện. Nhớ ngài, nhớ ngài. Đại Thế Chí Bồ Tát nói: "Đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương kế." Tịnh niệm tương kế là liên tục không gián đoạn. Mà Ấn Quang Đại Sư mới nói là đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm vào đại tứ tiện, từ tối đến sáng, từ sáng đến tối, niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Lúc này nhìn Phật giấy, Phật xi măng, Phật cốt, Phật đồng đều là Phật thiện. Trạch chẳng quan đại sư Giang Ngôn Lục này tuyệt nha quý vị nha. Ngài là quá thân của Ngài Đại Thế Chí đó. Ngài nói nó cái na ná như Ngài Đại Thế Chí. Cho nên chúng tôi đi vào những lời dạy của các vị tổ và đi vào lời dạy ở trong kinh Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật tương tư Viên Thông Chương thì quý vị không sai nha. Coi chừng quý vị đi lỡ sớm cái là lạc đường á nha, sai lý điên dậm á nha. Cái nhiều thầy nói á, tụng kinh gì cũng được chứ cớ gì tụng kinh vô lượng thọ. Đúng, tụng kinh gì cũng được không sai, nhưng quý vị sẽ mất thời gian lòng vòng. Nhắm thọ mạng mình còn đủ không để đi không? Riêng đối với thọ mạng chúng tôi, cái ông Thìn mà bạn thân như ba chúng tôi, ông chấm tử vi được, nhớ nghe, chấm tử vi nó biết cái thọ mạng của mình đó. Họ nói mạng, thọ mạng chúng tôi chỉ có 30 tuổi là hết. Lúc đó 10 tuổi, 11 tuổi sợ quá rồi. Thôi, sang năm đi tu, mà đi tu cũng còn tiếc tiếc. Bà cụ bà kêu thôi để sang năm đi tu con. Hỏi sang năm làm gì vậy? Kêu con con heo bự lắm, ăn cho nó thoải mái đi tu. Trời ơi, ăn một con heo thoải mái luôn để khỏi thèm, mà đến bây giờ con không thèm thịt đó nghe. 12 tuổi, hôm nay là 43 tuổi 8 tháng 12 ngày, 31 năm trời. Mà chỉ mới gặp tịnh độ 7 năm nay, từ 2007 đến 2014. Từ khi gặp Chiên Không Phả Sư là tịnh không pháp sư bắt đầu mới đi vào tịnh độ. Còn 24 năm về trước lòng vòng đốt cháy thời gian. Nếu mà bắt đầu bước vào để niệm Phật, gặp một thầy để hướng dẫn niệm Phật ba mươi mấy năm thì bây giờ chắc giảng sanh rồi, chắc ngồi đây. Không, thực sự chúng tôi đốt một cái khoảng thời gian quá dài. Đối với lứa tuổi chúng tôi bây giờ không phải là già lắm, không à, nhưng cũng sồn sồn rồi. 43 tuổi là sồn sồn lớn rồi như thế. Nhưng mà sao, nếu chúng tôi không tranh thủ thì vẫn không kịp. Cái tích lũy công đức đó phải còn có thời gian nữa. Cái tích lũy, cái tính nguyện đó phải có thời gian nha, chứ không phải một ngày một buổi đâu nha. Có nhiều người nói rằng là 10 niệm vãng sanh thôi, để tới lúc mà ngáp ngáp gần chết tôi A-di-đà-phật, A-di-đà-phật 10 niệm vãng sanh. Ví dụ dễ vậy ta. Ví dụ dễ vậy. Hiểu như vậy là gì? Y kinh giảng nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Y kinh giảng nghĩa nhưng mà không hiểu được cái nghĩa lý trong kinh nói. Bạn muốn 10 niệm vãng sanh, bạn phải đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đủ thiện căn nó không phải là chỉ trong cái lúc đó là bạn đủ liền, mà bạn phải có thời gian tích lũy á. Quý vị muốn xây một cái nhà, quý vị phải tích lũy tiền bạc đôi ba năm quý vị mới có thể là trả được tiền nhà, phải không ạ? Quý vị mua cái nhà, quý vị trả góp 30 năm thì quý vị phải gom góp từ đồng từng cắt thì quý vị mới trả tiền được người ta được. Đó là một cái nhà của thế gian thôi, mà quý vị phải khổ công như vậy. Còn mình tích lũy cái công đức để về Tây Phương Cực Lạc thì phải chịu khổ chịu cực trong một đời ngắn ngủi này. Cũng không phải khổ như quý vị tím tiền cày để mà làm căn nhà ở cõi Ta Bà này đâu. Sáng tụng kinh vô lượng thọ một tiếng, nửa cuốn, lạy Phật một tiếng, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mình lạy. Mà lạy Phật một tiếng là được 150. Chiều tụng kinh vô lượng thọ nửa cuốn nữa là một cuốn. Và gì? Và lạy Phật một tiếng nữa là 150, lạy nữa là 300 lạy. Nếu ai làm như vậy đều 3 tháng bệnh sẽ giảm. Vì lạy Phật nó tiêu nghiệp, mà tiêu nghiệp thì hết bệnh. Hay lắm anh nghe, khỏi đi bác sĩ. Bác sĩ đối với mình là xa lạ, khỏi còn thuốc men đi. Không thật. Công đức lạy Phật nó tiêu nghiệp, mà nó chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất, rất dư diệu. Mình phải chịu khó công phu như vậy. Ngoài cái chuyện công phu đó phải tích lũy cái gì? Cái tịnh nghiệp tam phước, hiếu dưỡng cha mẹ. Nếu hôm nay chúng ta cha mẹ mình đã mất thì mình niệm Phật, mình hồi hướng cho cha mẹ mình ở những cõi khác. Cha mẹ mình còn thì mình phải làm gì? Hiếu dưỡng. Có những cái món đồ gì ngon cha mẹ thích, mang về mình tặng cho cha mẹ. Chúng tôi nhớ có một cái câu chuyện trong Phật giáo.
người con kính Phật quá, không lo lắng gì cha mẹ, một cái nải chuối quá ngon mua về, mẹ thích ăn nải chuối đó không, nải chuối này lên cúng Phật mẹ không có được ăn đâu, ăn vậy là không có tốt, mang lên để cúng dường cho Phật. Thì gặp một vị thầy, thầy này có được cái thần thông, nhìn được cái tâm cô này mà không có hiếu với cha mẹ, thì thầy này mới nói bây giờ đó, Phật ở trên bàn Phật này cũng linh lắm, nhưng thầy chỉ cho con một vị Phật linh hơn nữa, màu nhiệm hơn nữa. Hỏi vị Phật nào vậy? Kêu trên đường con đi về con cứ nhìn ai mà mang dép trái đó là người đó Phật sống đó. Tức là duyên mà chiếc dép mà chân trái mang cho qua chân mặt, mà chân mặt qua chân trái đó, trên đường mà đi về đi trên đường về nhìn dưới chân người ta biết mà không thấy ai mặc mang dép trái, ai cũng mang dép phải đó. Rồi về tới nhà kêu mẹ ơi, thì bà chạy ra đó, vội quá cho nên bà mang dép trái, nhìn thấy ông này ông nói đây là Phật. Lúc bà òa lên bà khóc, bà kêu mình lo Phật thế gian trụ trì tam bảo là cúng danh bà Phật không à, mà mình quên mẹ mình thì Phật không chính. Có nhiều người đi cúng dường rất là nhiều nhưng quên cha mẹ mình và không để ý đối hoài. Dẫu cho để ý đối hoài, mang của cải về, tiền bạc về, lo cho mẹ, nhưng mà gì? Nhưng mà cái hành động của mình không có hiếu dưỡng, hiếu hạnh, hành động của mình không có. Phải hiếu dưỡng mà phải hiếu hạnh. Nhưng mà chúng tôi nói với quý vị, nếu mình hiếu dưỡng mà mình hiếu hạnh mà mình không có hiếu đạo, đưa cha mẹ mình về chùa cũng chưa gặp trọn vẹn là hiếu. Có một cô Phật tử, cô Lan ở Arizona, gửi tiền về cho mẹ làm chủ hãng nail. Mấy năm về trước có tiền dữ lắm, gửi tiền về cho mẹ. Thì bà cụ lúc còn tỉnh táo, bà đứng tên ngân hàng. Sau rồi mấy đứa cháu á, nó thấy tiền nhiều quá, nó khởi lòng tham, nó kêu bà cụ cho, nó không bà cụ đó má của cô Lan không cho. Nó lấy cái thuốc mê, thuốc bùa gì, nó làm cho bà cái mê luôn. Nó bắt bà ký nó nói gì bà làm theo. Làm theo nó lấy hết tiền bạc, xong rồi bắt đầu bà cô Lan này phát hiện biết được, bây giờ bắt đầu bà này bà mê. Tức là đưa đồ vô thì ăn mà không biết cái gì nữa cả. Bà gọi điện về bà kêu thưa thầy, con muốn đưa mẹ con lên chùa để niệm Phật. Thì cô thấy tiền bạc gửi về không xong rồi, thì bây giờ cô phải đưa lên. Mà cô không có nói bà cụ bị cái tình trạng này, cho nên thành ra chúng tôi đồng ý cho mang lên. Thì khi cô chuẩn bị trở lên như vậy á, đứa cháu nó muốn trở lên chùa bất cứ đi đâu phải qua cái xác nó. Qua cái xác nghĩa là một là nó chết, hai là bà chết. Trời ơi, bà sợ quá, nửa đêm bà thuê xe 12 giờ khuya bà đưa bà mẹ chạy thẳng lên chùa chúng tôi. Bà về có 3 tuần lễ quý vị. Bà làm sao? Cô mới lên, cô chân thật cô quỳ xuống cô hỏi: thưa thầy, bây giờ con làm sao giúp được cho mẹ con? Có cách nào nhanh nhất? Còn ở đây chỉ có 3 tuần lễ thôi. Bây giờ thầy thấy có cái cách nào mà nhanh nhất để con giúp cho mẹ con? Bây giờ nửa tỉnh nửa mê, đưa thức ăn vô thì ăn, mà niệm Phật thì không biết. Nó cho uống cái gì mà bị mê rồi. Thì chúng tôi mới nói chỉ có một điều duy nhất, cô lạy sám hối. Muốn lạy sám hối thì phải để tên bà cụ với lại cái tên của cái đứa cháu á, oan gia trái chủ lên bằng Phật, cô lạy luôn. Cô hồi hướng, trời con này con nghe lời chúng tôi, bắt đầu cô làm. Biết cô làm sao? Từ sáng cô lạy cho đến tối, mà đến giờ trưa cô quên hẳn giờ ăn. Cô ra cô ăn cái gì miếng, bắt đầu cô vô cô lạy tiếp. Bắt đầu cô vô cô lạy, có nghĩa một ngày cô ngủ 2-3 tiếng thôi. Vừa chợp mắt giật mình dậy lạy. Cô nói nếu mà lạy mà 21 ngày mà mẹ chưa đi thì không ai ở đây con, mà nếu đưa về nhà thì không xong. Bây giờ chỉ cầu Phật tha thiết, không còn con đường nào khác, chỉ mong Phật rước đi. Bà lạy tha thiết như vậy mới 15 ngày mà cụ ra đi nhẹ nhàng. Ăn uống bình thường nha, mà ra đi bà cụ chút hơi thở ra đi. Bà mừng quá chừng cái bà báo về lại ở nhà, thì gia đình đi lên cái đứa cháu mà hại bà đó cũng đi lên đứng khóc, hu 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 đứng khóc chứ. Thì ở gia đình mới nói rằng thầy, thầy liệm bà cụ này á, thì phải mua cái hòm nhỏ đi. Bởi vì lúc trước á, xây cái kim tỉnh là xây cái huyệt á, nghĩ bà già rồi cái chân tay bà rút lại, cho nên thành ra làm cái kim tỉnh nó rất là nhỏ. Tiền gửi về nhiều lắm nha, nhưng mà xây kim tỉnh nhỏ là bởi vì về sau tưởng bà cụ bà rút lại á, bà ốm á, cho nên thành ra phải mua cái hòm mà đặt ngày tay, chứ mua ở ngoài chợ là bỏ xuống cái huyệt không lọt. Trời ơi, chúng tôi phải đi đặt một cái hòm, chúng tôi nhớ là cái hòm thiệt nhỏ, bà nằm cái cao chân hơi cong. Trời ơi, chết mà cũng chưa yên với tụi này á nha. Hai chị em một mực chạy lên chùa chúng tôi để niệm Phật trong 49 ngày, nhưng cô này mới 21 ngày là cô phải đi về lại Arizona. Thì chúng tôi mới nói cho quý vị là lúc gần lâm chung mình báo hiếu cho cha mẹ sợ không kịp. Ngay bây giờ cha mẹ mình còn, mình gì? Mình lạy Phật, mình hồi hướng công đức.
tiền cha mẹ mình cho vừa đủ xài, nhớ không ạ? Gửi nhiều quá bà sanh lòng tham, mẹ chúng tôi bây giờ đưa tiền mà không lấy nữa, bà kêu cái này không có xài, bây giờ đâu có mua gì nữa đâu, thầy lo hết trơn rồi, về cực lạc cũng đâu mang gì đi, đâu có mang tiền được đi mà cất làm chi, bà không có xài tiền. Thì mình phải gì? Phải cho cha mẹ hiếu đạo, quy y Tam Bảo, hiếu dưỡng gì, lo cho cha mẹ, quy y Tam Bảo và biết niệm Phật để cầu vãng sanh. Cái đó là cái hiếu đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước. Thứ hai là tôn kính sư trưởng. Những vị thầy chúng ta kính Phật thì phải trọng tăng, và tôn kính một vị thầy đó thì chúng ta được cái phước. Mà nếu tôn kính Phật thì cái công đức chúng ta thù thắng hơn nữa. Mà lúc nào tôn kính? Mỗi ngày đều phải tôn kính, mỗi ngày đều phải lạy Phật. Khi mình mặc áo tràng vô, mình lạy Phật là tôn kính Phật. Nhưng tôn kính Phật rồi phải tôn kính Pháp, tôn kính Pháp rồi phải tôn kính Tăng. Và đúng nghĩa chữ tôn kính là không những tôn kính bậc sư trưởng mà phải tôn kính tất cả chúng sanh. Đại hạnh phổ hiền, nhất giả lễ kính chư Phật. Chư Phật ở đây không những là những vị Phật đã thành rồi, mà tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành cũng tôn kính. Và tất cả gà, vịt, heo, chó đều là Phật sẽ thành cũng tôn kính luôn. Và không những tôn kính giữa mình với người, mà tôn kính giữa mình với vật. Không những tôn kính giữa mình với con vật, mà tôn kính giữa mình với loài vật. Những hoa này, những đồ đạc của mình này, mình sử dụng nó xong mình cũng tôn kính nó, nhớ không? Cho nên thành ra có một vị hỏi Ngài Ấn Quang: Bạch Tổ, có con đường nào mà tiến vào đạo nhanh nhất không? Ngài Ấn Quang mới nói: chỉ có một con đường, hết lòng cung kính. Nếu ai cung kính thì đây là một cái công đức và dễ nhập vào đạo nhất. À, mà muốn tôn kính người á nghe, mình cứ lạy Phật đi một thời gian, tự nhiên cái tâm thiên hạ của mình nó hạ xuống, cái lòng tôn kính mình nó thù thắng, nó được lớn mạnh lên. Và cái lòng tôn kính của mình nhìn một loài con kiến lúc trước mình chưa biết, mình đạp nó mình thấy bình thường, hôm nay mình đạp nó tự nhiên mình thấy hối tiếc, không dám giết nó nữa, do cái lòng mình lạy Phật nó khởi lên cái tôn kính. Nhớ nha, nếu quý vị mà không có lạy Phật, lòng tôn kính mình nó ít lắm, nó yếu. Mà lạy một thời gian, nhìn tất cả các loài chúng sanh là cha mẹ mình, nhìn cái miếng thịt nó không dám ăn, lạ lắm nha. Chứ bây giờ kêu không ăn không được, nó thèm chảy nước miếng mà. Nhớ nha, mà lúc đó rồi tự nhiên mình ăn không được. Vì sao vậy? Bởi vì mình thấy miếng thịt là mình thấy như cha mẹ mình á. Vì sao thấy vậy? Và cái lòng tôn kính mình đó, nó hưng khởi do lạy Phật. Vì trong danh hiệu A Di Đà Phật nó có vô lượng đức cung kính trong đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà nói rằng là: ta muốn lấy vô lượng công đức để hồi hướng cho chúng sanh. Bằng cách nào đây? Ta hồi hướng trong danh hiệu của ta. Ta muốn lấy vô lượng cái trí giác của ta tu hành đã thành Phật rồi để ta cho chúng sanh. Bây giờ cho bằng cách nào? Ta hồi hướng. Ta muốn lấy vô lượng thọ mạng của ta hồi hướng cho chúng sanh, cho chúng sanh, cho bằng cách nào? Bỏ vào trong danh hiệu A Di Đà Phật. Ta muốn lấy vô lượng quang là trí tuệ sáng suốt cho chúng sanh. Vì chúng sanh họ có cái vô lượng quang đó nhưng họ không khai thác được. Hôm nay ta muốn cho họ, ta hồi hướng trong danh hiệu của ta là danh hiệu A Di Đà Phật. Cho nên mới nói danh hiệu A Di Đà Phật là vô lượng quang, vô lượng giác, vô lượng công đức và vô lượng thọ, đúng không? Mà ai mà chịu niệm thành kính mà niệm thì được cái phần thưởng này. Hòa Thượng Tịnh Không nói được cái phần thưởng này, nghĩa là niệm Phật một thời gian cái thọ mạng mình kéo dài. Cái điều này chúng tôi tin đó. Không biết quý vị có tin không ạ? Ba chúng tôi bị bệnh suy tỷ, do trước cũng ở trong cái kinh tế, ông bị sốt rét lâu ngày, rồi uống rượu nhiều quá đi cho nên nó hư cái tỷ. Mang xuống bệnh viện Hòa Hảo, người ta rút tỷ ra, người ta xét nghiệm, nó ông cụ đã bị bệnh suy tỷ, hồng cái cầu không xanh, cứ một tuần hoặc nửa tháng phải truyền máu vô lòng, cứ tuần truyền máu vô lòng. Quý vị biết sao? Chúng tôi mời ông cụ, đem ông cụ từ bên Ban Mai Thuộc mang qua. Ông bác sĩ rút đó, ông nói chỉ 3 tháng nữa là chết, thôi thì chuẩn bị lo mồ mả đi. Thì qua bên cái đồi bên kia tự xin mua một cái miếng đất để đắp một cái đồi đất lên đó, mình giả như là có cái mồ rồi vậy đó. Lúc đó chưa có cái phát triển về, chưa có ý niệm về thiêu, chúng ta muốn chôn ông cụ bên đó. Thời gian qua coi lại người ta đã chôn rồi, người ta thấy mình là mộ giả, người ta phá, người ta đã lấy, người ta chôn. Thì 3 tháng sau ông cụ đi truyền máu,
bản thân chúng tôi đưa lên mà truyền máu một thời gian là ven nó bể hết, truyền không vô, với lại hết tiền cũng chết. Có nhiều người truyền 1-2 năm hết tiền, nghèo cả gia đình sạt nghiệp rồi cũng chết. Ông cụ mới có truyền được 3 tháng thì chúng tôi nghĩ chắc không bao lâu nữa ông chết. Mà lạ lắm nha, cái buổi truyền máu trúng cái vô đó, có cái máu không biết người ta ăn mì gói sao về ông ăn mì gói cả tuần, kêu ông cơm không ăn. Có bữa trúng cái máu sao ông lấy dao ông để trên đầu nằm á, ông đóng cửa ông cài chốt rồi mà ông để dao, ông kêu trời ơi sợ quá, anh chọn nó vô bắn để một sách dao đi vòng vòng. Có bữa chiều trúng cái máu trời, bên lấy kiếm ông cứ xôi rồi ông làm như đàn bà trang điểm đi không mất cửa lạ. Cái máu nó nhiễm trong tư tưởng, nó thay đổi con người nha. Bởi vì chúng tôi ở bên cạnh ông cụ thấy mà. Có bữa ông kêu trời, cái lấy cái gương một cái dấu dấu trong nhà vô cái ngồi trong phòng là thấy ông soi gương, mà vô cái mất cửa ông cất cái gương ở trong ở dưới chiếu á, rồi ông rút ra ông cái soi rồi ông làm giống như người phụ nữ mà trang điểm đó, biết không? Đó, sao ông truyền cái máu của đàn bà nào đây mà sao mà trang điểm ông già không trang điểm đây không? Cười quá chừng. Cái gì vậy? Lạ nè. Bữa đêm hôm đó ngủ thức dậy thấy Đức Quan Âm Bồ Tát vào trong cửa sổ, mà vô trong cửa sổ mà mở mắt thấy buổi sáng thấy Đức Quan Âm Bồ Tát rồi, Quan Âm cứu con rồi, chạy lên nói thay nhang. Mới tức thì thấy Đức Quan Âm Bồ Tát, hỏi ông cụ thấy là thấy nằm mơ hay là mở mắt? Mở mắt chứ nằm mơ vậy, mới thấy Đức Quan Âm mặc áo y màu trắng đi vào cửa. Sao mà ông, sao Quan Âm tàn hình hay dữ ta, vào cửa rồi Quan Âm gật cười xong rồi Quan Âm đi ra. Lời ông nói xong cái bữa sau ông biết, ông thò tay vô trong cái tủ, một tủ sách nhiều lắm, lúc là đúng cái lá thư Tịnh Độ của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư lúc đó ở trên núi mà không đi giảng, ai cứ gửi cái lá thư lên cái ngày phút đáp lại trở thành một cái cuốn lá thư Tịnh Độ. Trong đó có nói nếu ai bị bệnh nan y mà thành tâm niệm Phật nguyện vãng sanh, thọ mạng còn hết bệnh. Nếu thọ mạng hết được vãng sanh, nếu cầu hết bệnh thọ mạng hết, cái cầu hết bệnh này vẫn không thể hết bệnh mà phải chết và không được vãng sanh. Ông nghe đến cái câu khai thị của ngài Ấn Quang là ông hỏi có phải đúng như vậy không? Nhân nhàn nói tổ nói mà không đúng. Ông cụ cũng có duyên với Ấn Quang, ông niệm xuyên suốt luôn, kéo dài từ 73 tuổi đến 82 tuổi là 9 năm không? Ông cụ kéo dài 9 năm tuổi còn lại sống với chúng tôi, và ông ra đi rất nhẹ nhàng, không có đau đớn gì cả. 8-10 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều niệm Phật chưa tan ông ra đi. Mà tất cả những người hộ niệm xưa nay không ai mà không qua đêm, ít nhất là 3 đêm. Nhưng riêng chỉ có ông cụ không qua đêm. Vì sao? Vì bình thời ông sống với chúng tôi, ông phóng sanh, ông có tiền người ta cho đó, ông mang ông xuống mua một con cá ông cũng thả. Ông ăn chay, ông niệm Phật chỉ có 8 năm, chỉ có 9 năm cho 73 tuổi đến 82 tuổi. Trong khi đó là 73 năm ở ngoài đời, tạo không biết bao nhiêu nghiệp sát sanh. Hồi trước ông mua bò về để bán, bò ốm về để nuôi, mập lên mang vô lò mổ, đập đầu giết để bán. Bán trong lò mổ, chúng tôi cũng dắt mấy con bò đi nữa đó. Tức là tạo nghiệp sát sanh rất là nhiều, nhưng mà chỉ 9 năm còn lại trong cuộc đời mà thực thà niệm Phật, phóng sanh ăn chay, vậy mà nó quá giải nghiệp. Ông ra đi một cách nhẹ nhàng, và chúng tôi đứng trực tiếp tại phòng hộ niệm, trực tiếp đứng đó, và đêm mà mang đi thiêu là sáng 22 đi thiêu á, tối 21 cả một vùng trời sáng ở trên cái khu đó luôn. Thì chúng tôi mới thấy rằng là đây gọi là hiếu đạo. Đây là hiếu đạo, mà không phải chúng tôi nói, đây là chúng tôi khoe khoang, mà chúng tôi muốn nói cho quý vị biết, để quý vị biết cái cách trợ niệm cho cha mẹ mình lúc lâm chung rất quan trọng. Ấn Quang Đại Sư nói người đời vì ngu không biết, nhớ ngài nói nha, ngài nói vì ngu nha, người đời vì ngu không biết lúc cha mẹ mình mất, nắn tay vẽ chân coi ngày giờ sớm để liệm cha mẹ mình. Ấn Quang Đại Sư mới nói 24 tiếng đồng hồ cái A Lại Gia thức mới ra khỏi xác thân, lúc đó thì bắt đầu mới tắm rửa làm gì làm, còn vừa mất để im một chỗ và niệm Phật xuyên suốt như vậy cho họ, hiểu không? Khi chúng tôi đọc đến cái đời của Ấn Quang Đại Sư, ngài nói gọi là mái chèo lâm chung. Chiều hôm nay chúng tôi nói một đoạn này gọi là mái chèo lâm chung. Vì vậy cho nên Ấn Quang Đại Sư mới nói là những người lúc lâm chung không nên vội vàng nắn tay bẻ chân làm đẹp mắt người đời, thay quần thay áo đưa vào khám để liệm sớm. Làm như vậy cái tâm thức của họ chưa ra khỏi cái thân gọi là cái A Lại Da đó, họ đau đớn như vậy, họ đọa địa ngục. Nhớ nghe, hôm nay tất cả mọi người hữu duyên gặp chúng tôi thì sao? Thì gia đình mình mất ở trong bệnh viện, xin được nha, xin được nha, xin được 8 tiếng họ cho, năn nỉ họ. Nhiều người gặp chúng tôi nè, xin 8 tiếng họ cho, 10 tiếng họ cho. Ở bên Oregon, cụ Diệu Âm Huệ Ngọc xin 10 tiếng họ cho, mềm mại rất đẹp, cho nha. Còn nếu mà gì? Nếu
mà bác sĩ chê mang về nhà để đó niệm Phật 24 tiếng được. Vừa rồi bên Oregon có một cái tờ giấy của luật sư viết nha, luật sư viết là những điều cần thiết lúc sắp lâm chung, lời căn dặn lúc lâm chung luật sư viết bằng tiếng Anh ra luôn. Có thể chút nữa chúng tôi in, chúng tôi tặng cho quý vị. Ai còn giấy này không? Bà cụ này mất 24 tiếng đồng hồ tới đưa giấy cho họ, họ chịu. Bởi vì luật sư viết nha, luật sư căn cứ nơi lời căn dặn lúc lâm chung của ngài Lý Bỉnh Nam, chúng tôi có đọc đưa lên trên một cái đĩa. Chúng tôi tặng cho quý vị những cái tờ giấy này, quý vị mang về cất đó. Lúc gia đình mình bác sĩ che đó thì mình gì, trở về lại nhà bắt đầu cho niệm Phật, phải không ạ? Mà có nhiều người, người ta tin pháp môn Tịnh Độ rồi, họ nhắm là không ổn rồi, hoặc họ lớn tuổi rồi, sống lại cũng không có còn được bao nhiêu, thôi đây là cơ hội để vãng sanh, họ về nhà họ vãng sanh. Nhưng nhớ nghe, cái chỗ này quan trọng nghe. Lúc hiện tại này, cái nguyện của mình muốn lúc lâm chung ở đâu thì nó ở đó. Muốn lúc lâm chung ở nhà gặp con cái trợ niệm thì tự nhiên cái nguyện của mình và cái tâm linh của mình nó đủ một cái sức để nó cảm đến cái tâm nguyện của mình và gia đình mất tại nhà. Còn mình muốn mất ở tại nhà thương và hoặc giả để nó mất đi đâu nó mất, thì lúc đó mình không có biết cái chỗ để mà mình dừng chân. Có nhiều người mất, tôi muốn về tại phòng vãng sanh của thầy Giác Nhàn. Có được những người á, người ta đi suốt từ năm 2007 đến hôm nay, chủ nhật nào họ về cũng tu, họ kêu, họ nói với gia đình nữa nghe, khi mẹ mất mẹ muốn xuống với phòng vãng sanh, tâm nguyện họ muốn vậy đó nghe. Thì lúc mất thì con cái chiều theo ý họ và họ muốn đi vô trong phòng vãng sanh. Mà quý vị đợt này về phòng vãng sanh của thầy thì thầy trang trí rất là đẹp, quý vị vô là quý vị muốn nằm liền. Nhớ nghe, nhớ nghe, cái phòng vãng sanh tương đối là quan trọng lắm à. Vô một cái là nghe cái tiếng niệm Phật, không thấy giống như cái nhà xác. Biết cái nhà xác không? Nó âm u, nó lạnh lẽo. Nhìn vô một cái là nó rợn tóc gáy liền à. Bởi vì cái xác người chết trong đó mà. Mà khi mà bước vào trong phòng vãng sanh, trời nghe mùi thơm, hoan hỷ, tiếng niệm Phật liên tục. Mà cái người mất á, mà niệm Phật liên tục gọi là đám Phật. Bởi vì niệm Phật đều lo cái đám đó. Còn người mất mà khóc không biết niệm Phật gọi là đám ma. Biết đám ma, đám ma tức là lo cho họ đi theo ma. Nhớ nghe. Muốn người mất mà được niệm Phật để đi theo Phật á, thì gia đình đó phải học cái cách hộ niệm, đúng không? Và bây giờ phải niệm Phật, đúng không ạ? Lúc đó mình mới biết chứ, không lúc đó khóc bù lu bù la. Không phải giỡn à. Cái gì cũng phải học nha. Và cái điều tôn kính sư trưởng rồi, phải gì? Phải từ tâm bất sát. Cái chỗ này quan trọng. Lấy lòng từ không giết đối với chúng sanh, mà không những không giết mà không ăn. Ăn là gián tiếp giết, và đưa dao vô cổ nó là trực tiếp giết. Hai cái nghiệp này đều có mẫu số chung, đó là thọ mạng ngắn và lúc lâm chung đau đớn hoành hoại. Nhớ kỹ cái chỗ này. Nếu hôm nay ăn chay được 4 ngày, bây giờ phát tâm 10 ngày, phát tâm thêm ăn chay trường. Vừa rồi ở bên Montreal có cái ông già 82 tuổi, môi ông hồng, thật sự là hồng. Những người thanh niên đôi khi không bằng, những cô gái không bằng. Ông ăn chay 10 năm, nhớ nghe. Và trong bụng ông nó bị ở chua quá, không có thuốc gì uống hết, cứ chua bác sĩ cho thuốc uống hết. Thì ông nói, à chắc là do mình ăn thịt chúng sanh ở trong này, cho nên thành ra cái bụng mình nó không có phù hợp. Cái bụng của mình, cái bao tử của mình, đường ruột của mình nó không có chịu, cho nên nó chua. Thôi mình ăn chay thử sao. Ăn chay nó hết chua, hết bị cái axit trong bụng. Mà ông quy y 30 năm rồi mà ông ăn chay có 4 ngày thôi. Bữa đó ông gặp một sư cô, ni sư ở bên Sài Gòn á. Sư cô hỏi, đạo hữu quy y chưa? Kêu dạ quy y rồi. Ăn chay chưa? Kêu dạ ăn chay rồi. Hỏi ăn chay mấy ngày hay ăn chay trường? Kêu con ăn chay 4 ngày. Hỏi bao nhiêu lâu rồi? Kêu 6 năm. Ông nói như vậy có vẻ là ta đây là cũng như là có tu dữ lắm nghe. Có ăn chay 4 ngày mà 6 năm nay ăn chay 4 ngày là y như ông thấy ông giỏi lắm rồi nghe. Và sư cô bả chè môi, bả kêu, trời, 6 năm mà chỉ có 4 ngày. Người ta học, người ta từ lớp 1 lên lớp 2, lớp 3, ông học 6 năm chỉ ngồi lớp 1. Anh nghe anh ớn lạnh. Ông nghe cái ông sững rồi. Ông kêu,
mình nói ăn chay 4 ngày mà 6 năm là coi như là mình khoe với bà, coi như là mình ngon lắm nha, phải làm cho một gậy. Tôi kêu 6 năm mà chỉ ngồi lớp 1. Ông về ông nghe, ông lên lớp 2, ông ăn được 2 ngày nữa là 6 ngày. Sâu rồi, tự động gì? Tự động ăn chay trường. Rồi bây giờ cái tai ông nó thính quá chừng, mắt ông nó sáng. Và nhìn ông rất đẹp lão. Tướng mẹ chúng tôi cũng 82 tuổi quý dậu, nhưng bà lúc trước khổ quá đó, bán bánh hỏi 40 năm bà quá khổ, cái sức khỏe bà yếu. Còn ông, cái sức khỏe ông người nam nó có, ông đi dõng dạc, ông cao. Ông có phát biểu Phật pháp nhiệm màu ở chùa Địa Tạng ở trên Montreal. Ông nói rất là quan hỷ, cái chân ông đau quá, có nghĩa là già, cái chất nhờn trong khớp xương nó hết rồi. Lên bác sĩ cho uống thuốc gì cũng không hết. Ông đau nhức quá chừng, ông kêu thôi bác sĩ chạy rồi, thôi bây giờ mình cần nhờ Phật A Di Đà. Ông niệm Phật A Di Đà mà cái đầu gối bây giờ hết đau. Trời ơi, ông ngồi nói chuyện Phật pháp nhiệm màu mà ai cũng thích hết trơn, ai cũng quan hỷ ông cụ này. Mà cái tâm của ông nhìn thấy nó vui vẻ, ông nói cái miệng của mình mà ăn mặn ngang ngang là thở nó ra nó hôi dữ lắm. Nhớ nghe. Còn nếu mà ăn chay á, ăn chay trường á nha, ăn chay trường á, thở cái hơi ra nó không có hôi. Bởi vì cái ruột của mình nó không có chứa cái loại thịt, mà thịt mình để đó 1-2 ngày không bỏ tủ lạnh thì gì, nó ương, nó thiếu, thúi nó sình lên. Còn rau nó để chỉ héo thôi, nó có vi khuẩn trong đó rất là nhiều. Mà có con vi khuẩn mà để nuôi lại cái vi trùng ung thư á, thì chỉ có thịt trong vi khuẩn của thịt bò đó là nuôi con vi trùng ung thư nó chịu nhất. Vi trùng ung thư nó chịu 3 cái món. Thứ nhất là thịt bò là nó chịu nhất. Thứ hai là rượu, bia. Thứ ba là chất ngọt. Gạo cũng có chất ngọt. Thì ông bác sĩ bên Washington ông nói có 3 cái chất này là con vi trùng ung thư nó chịu nhất. Mình ăn vô nó sẽ nuôi lớn nó. Một thời gian nó sẽ đóng ở điểm nào là ung thư ở điểm nào. Vi trùng ung thư nếu mà nó phát tác để nó được lớn lên. Cho nên thành ra ở trong quán kinh Vô Lượng Thọ mới nói người muốn vãng sanh là phải từ tâm bát sát. Mà cái từ tâm bát sát ở đây á, là không những mình đưa dao vô cổ nó giết mà phải không ăn thịt của nó. Ông Hoàng Đại Sư nói là, trong thịt có chất độc. Vì sao trong thịt có chất độc? Khi đưa con thú vô giết nó sợ hãi, nó buồn phiền, nó bực bội, nó tức tối, nó rên la. Thì cái tâm lý này nó nhiễm vào trong thịt, trong xương của nó. Mình ăn vào thì bị bệnh nhiễm phải. Thứ hai, con thú này bị bệnh, người ta không có chữa bệnh nó mà người ta giết cho mình ăn luôn. Khi người ta giết cho mình ăn thì mình nhiễm phải cái bệnh con thú đó, nó vào trong bệnh mình, trong người mình. Còn cái chuyện mà kiểu ăn thịt chúng sanh để có chất dinh dưỡng, sức khỏe đó, để cho mình khỏe hơn người ăn chay đó, chưa chắc. Chúng tôi nói cái gì là chưa chắc. Bởi vì cái cơ thể quý vị nó quen, cái cơ địa nó quen với loại súc sanh rồi. Khi mình chuyển qua rau á, thì mình thấy nó hơi chóng mặt, hơi khó chịu, hơi mệt. Nhưng một thời gian là nó quen. Như chúng ta hôm nay nó quen rồi. Nó rất là dễ chịu. Vì sao như vậy? Bởi vì chúng tôi thấy rằng là 31 năm đến hôm nay ăn chay. Quý vị biết, chúng tôi đi xuống bệnh viện Hòa Hảo, nó kiểm tra, không thấy một chứng bệnh gì. Hôm bữa ông bác sĩ đó nói, ồ thầy, bây giờ thầy xuống đây thầy kiểm tra gì, nhìn mặt mày thầy vậy có bệnh đâu mà đi kiểm tra. Thầy mới nói là bây giờ ông kiểm tra hết cho thầy coi thử, thầy kiêm nghiệm thầy ăn chay mấy chục năm thử coi nó có bị bệnh gì. Ông hỏi giờ thầy kiểm tra gì, kêu tiểu đường sida và ông kiểm tra hết cho thầy đi. Ông hỏi thầy làm gì có sida, thầy kêu đôi khi mình cạo đầu á, lưỡi lam nó đứt á, nó dính máu, thầy này cạo thầy kia, đôi khi nó nhiễm qua đường máu. Ông cũng có lý, thôi tôi kiểm tra cho thầy luôn. Ông bác sĩ còn ông lên hết ông kiểm tra, mà quen anh khỏe đó, anh đưa vô chỉ trong thời gian ngắn thôi, bởi vì nó nằm đầy đất trật bãi đông dữ lắm. Nó kiểm tra bệnh viện Hòa Hảo là kiểm tra rất tốt mà lại rẻ tiền nữa. Và chúng tôi vào kiểm tra xong, ông kêu kết quả của thầy đã có. Thứ nhất là thầy chỉ tiểu chùa chứ không có tiểu đường. Ông nói tiểu chùa chứ không tiểu đường. Ông nói vui vui đó mà, không có tiểu đường. Hầu như là không thấy bệnh gì cả. Nhưng mà cái chất đề kháng miễn nhiễm của thầy á, người ta chỉ từ 1 đến 50 mà thầy đến 1000. Chất miễn nhiễm á, cái chất đề kháng miễn nhiễm trong cơ thể á. Thì lúc đó thầy mới thấy lúc đó thầy mới thấy Ấn Quang Đại Sư nói, chúng Ấn Quang Đại Sư Ngăn Lục ngài nói gì? Ngài nói cái người ăn chay có chất đề kháng miễn nhiễm rất cao, khi ôn dịch lưu hành người này ít bị nhiễm phải. Nhớ nghe. Cái chất đề kháng miễn nhiễm, khi chúng tôi nghe Ấn Quang Đại Sư nói mà chúng tôi xuống bệnh viện để kiểm tra thì thấy cái chất đề kháng miễn nhiễm rất cao. Rất cao ở đây nghĩa là gì? Là tất cả những cái ôn dịch lưu hành, những cái cảm mạo, những cái gì mà bên ngoài đó,
nó ít có nhiễm phải cơ thể của mình, vì trong người mình có chất đề kháng, mà cái chất đề kháng này nó hơn thuốc nữa nha. Còn thuốc là quý vị bị bệnh rồi bắt đầu mới uống không ạ? Còn cái này có chất đề kháng sẵn trong người của quý vị rồi, bệnh nó vô không được, nó thâm nhập trong người quý vị không được. Mà chính cái bệnh thâm nhập không được đây là do trong người mình có chất đề kháng. Trong người mình sở dĩ có chất đề kháng là do ăn chay. Ăn loài thực vật, không ăn loài động vật. Cái răng của mình á, là răng bằng này nè, là để ăn loài thực vật. Còn răng con cọp, con thú mà giữ á, răng nanh á, là nó ăn thịt. Cái vòm họng của nó đó là cong như vậy nè, để nó chứa thịt trong đó nó ăn vô. Và cái ruột của nó là ruột thẳng, nó ăn thịt mới được. Còn ruột mình là ruột cong á, ruột mình xếp lại đó là chỉ ăn thực vật. Còn quý vị ăn động vật là quý vị lạm dụng, coi chừng bị ung thư đại tràng, ung thư ruột. À, cái này là, cái này là bác sĩ Thích Giác Nhàn nói đó, nghe chưa? Quý vị biết tại chùa chúng tôi hôm nay là 950 bà cụ. 950 bà cụ. 100 ni, 450 chú, 1,500 người. 1 tháng 10 tấn gạo. Và gì quý vị biết không? Họ ở trong đó mà chúng tôi không thấy cái quỹ, cái quỹ, cái tiền mà để nuôi các cụ mà về bệnh á, không thấy. Hàng ngày phóng sanh, hàng ngày lạy Phật, hàng ngày ăn chay thì làm gì có bệnh. Niệm Phật là không đưa tam độc tham sân si vô tâm, hiểu không? Ăn chay là không đưa chất độc từ loài động vật vào. Một mặt là tích cực ngưng độc vào, từ tâm lý đến vật lý. Vật lý là thân thể, tâm lý là tinh thần. Một mặt là tích lũy công đức phóng sanh, niệm Phật. Thì làm sao người này có bệnh? Dẫu cho người ta có bệnh thì bệnh nhẹ, bệnh nặng thành bệnh nhẹ, bệnh nhẹ biến mất. Đặc biệt ở chỗ này, 950 bà cụ ăn một ngày 3 buổi. Mỗi lần niệm Phật xong mấy bà xuống ăn dữ lắm, nó đói đâu có cho ăn vặt đâu. Mỗi lần xuống như vậy là có bà cụ hai tô, bà kêu ăn ở nhà không ngon mà sao cho ăn ngon quá, bởi vì thầy đâu có cho ăn vặt đâu, ăn đúng giờ mà. Và mỗi ngày là phóng sanh 5 triệu tiền Việt Nam tại đó, là 250 đô mỗi ngày. Ít nha, mà gom lại nhiều lắm à. Một ngày 250 đô là 5 triệu không ạ? 100 đô là 2 triệu. Thì như vậy 10 ngày là 50 triệu, 1 tháng là 150 triệu. Cứ mỗi chủ nhật là 20 triệu là 1,000 đô. 4 chủ nhật là gì? 80 triệu, 4,000 đô. Cộng lại là 230 triệu một tháng, là 1,200 là 10,000 mấy đô. 10,000 là 200 triệu đó. Thì cứ một tháng là cái chùa phóng sanh 200 triệu hơn, là hơn 10,000, 11,000 mấy đô. Cộng ít ít lại vậy đó, cộng ít ít lại mà nó nhiều nha. Chứ một tháng mà bỏ ra 200 mấy không có, mà lặt vặt. Bởi vì các cụ già trên đó không có xài tiền hết, con cái cho đó, thì mỗi buổi sáng mới bả gom gom nhau. Và chúng tôi thấy một tháng như vậy 200 triệu phóng sanh, mua tất cả ra chợ gặp con gì mua con đó. Cộng lại với các cụ ăn chay, cộng lại gì nữa, các cụ niệm Phật, và cộng lại các cụ lạy Phật. Một ngày là lạy 4 tiếng đồng hồ. Bởi vì một thời chúng tôi tu là 3 tiếng, mà 3 thời là 4 thời là 12 tiếng. Cứ một thời như vậy là 1 tiếng đồng hồ lạy Phật, lạy với đại chúng. Thì các cụ không thấy bệnh. Vì không thấy bệnh cho nên người ta mới an vui ở đó, không ạ? Rất an lạc. Và chúng tôi nói những cụ này mình đưa họ về Tây Phương Cực Lạc, đầu tư đi, tích lũy đi, thì người ta không quên ơn mình đâu. Cái lúc lâm chung người ta theo Phật Di Đà xuống trước mình về Cực Lạc. Còn ở cõi này nó quên ơn bảo nghĩa, bội nghĩa lắm. Ra tới nghĩa trang là nó lấp đất là xong, đừng ai nấy đi rồi đó. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi đó, hiểu không? Còn gì, còn mấy bà cụ này mà đưa bả về Cực Lạc, lúc lâm chung bả theo Phật Di Đà xuống đưa mình về. Cho nên thầy đầu tư vô đây, thầy đầu tư vô cái chỗ này. Còn nếu xây chùa cao Phật lớn đi nữa, lúc ra đi mình cũng bỏ, đúng không ạ? Mà coi chừng đệ tử nó dành nó quýnh lộn nữa. Thôi cái vụ này không làm. Ai muốn xây xây, mình quan hỷ, mình tùy hỷ. Cho nên hôm nay qua không phải là ngồi đây giảng mà vận động xây chùa nghe, không có nghe. Không có vận động xây chùa.
và chùa bên đó 4 ngày chủ nhật họ vô họ cúng dường đủ xài. Từ 2007 chúng tôi á tích lũy ngày chủ nhật nào cũng giảng, họ đến chúng tôi không có ở nhà họ cũng đến 4 ngày chủ nhật một tháng. Tuy rằng Việt Nam xài tiền Việt không cao, không có kêu có giá như tiền bên này, nhưng mà đông quá cho nên phải tốn 25.000 một tháng chi phí á. Mà 4 ngày chủ nhật họ bỏ đủ. Thì quý vị biết cái công đức niệm Phật ở đâu không à? Nếu chúng ta mà đi buôn ma túy để nuôi mấy bà già, tháng 25.000 cũng buôn không nổi. Không nói thiệt á, không nói tâm thật. Mà chính những người đó niệm Phật mà tự nhiên những người Phật tử về họ tùy hỷ, họ bỏ vô cái thùng họ nuôi đủ. Cho nên chúng tôi đi về cũng không có lo kinh tế cho nhà chùa, chỉ bình yên các cụ ở đó niệm Phật. Thì chúng tôi mới tin được cái sức gia trì của Phật bất khả tư nghị. Cứ lo cho người ta về cực lạc, mà cái chạm của mình là trung chuyển để đưa người về Tây Phương cực lạc, nhớ nghe. Thì Đức Phật A Di Đà phải có trách nhiệm. Cái chạm mình là cái chạm trung chuyển về cực lạc, chứ ngoài ra không có chuyện gì khác. Nếu ví dụ mình nuôi các cụ già để mục đích mình giới quảng cáo, giới thiệu cho những nhà hảo tâm đến cúng dường mình, mình xây dựng chùa chiền lớn đó nha, thì cái chuyện này nó khó cảm với Phật. Chứ mà mua mục đích là để đi về Tây Phương cực lạc á, thì Đức Phật A Di Đà phải có trách nhiệm lo. Đây là cái trạm mà, đây là gọi rằng là lãnh sự quán trung gian về cực lạc, trung chuyển mà. Đây là cái thú vui của chúng tôi thích làm, thích nuôi các cụ già, gọi là kính lão đắc thọ. Cung kính mấy người già mình sẽ được tuổi thọ. Mà không không phải nói tôi cung kính là đủ nha. Cái cung kính đủ nghĩa là mình phải lo lắng cho họ, hiểu không? Lo lắng về ăn mặc ở bệnh, và cho đến lúc ngáp ngáp chết luôn. Mấy bà cụ bên nói trời ơi, lên chùa cho thầy, con thích nhất là cái phòng vãng sanh ngáp ngáp, con vô đó con ở nhà, con cái nó khóc làm sao con đi thầy. Thì có nếu vậy thì Tết đừng có về ngàn, chứ ở trên này chứ chết là về, mà lỡ mà chết ở nhà cái chết luôn á. Cho nên thành ra mấy đứa con nó gửi lên trên này nó yên lòng lắm, nhưng mà nó khôn lắm á ngàn. Chừng nào con cháu của nó không có, nó không nhờ được, nó mới đẩy lên thầy, nó khôn dữ lắm, hiểu không? Còn cái lúc mà chết gần ngáp ngáp chết đó, mang về nó xin phúng điếu. Xin phúng điếu để làm chi biết không? Để dư tiền ra bắt đầu giết gà giết vịt ăn. Thầy nói với các cụ già đó ngang, các cụ ở trên này niệm Phật mà lúc chết mà về nhà nó khóc lóc ngang, nó phúng điếu ngang, nó nhận tiền ngang là nó giết gà giết vịt và mấy bà đọa chết ra ngang. Giác Nhàn nói vậy cho nên thành ra Tết này không bày đâu dám về hết trơn. Bà nào cũng áo ớn, bà nào cũng sợ không dám về. Cái niềm vui của chúng tôi nuôi được các cụ già, không phải hôm nay chúng tôi khoe khoang quý vị, nhưng đây là gì? Là hiếu dưỡng phụ mẫu. Cha mẹ mình á, nhiều đời họ hôm nay họ vô đây với mình họ mới chịu nghe, còn không phải là cha mẹ của mình vô nói họ không nghe đâu. Quý vị, cái hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn kính sư trưởng và từ tâm bát sát, đây là cái tịnh nghiệp đầu tiên. Mà quý vị thấy quan trọng không? Quan trọng cái hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn kính sư trưởng và từ tâm bát sát. Cái chỗ từ tâm bát sát này chúng tôi muốn mổ xẻ thêm. Nếu quý vị có lòng từ thì không bao giờ quý vị giết. Lắng nghe nè, chỗ này quan trọng nè. Nếu có lòng từ thì không bao giờ giết, và nếu có lòng từ là không bao giờ ăn. Lòng từ là gì? Là lòng thương. Lòng bi là gì? Là cứu khổ. Ở Việt Nam có cái chùa ngồi ở Hà Đông, ni sư này phóng sanh, thấy mấy con chim ấy, nó chết, bị trong lòng nó chết. Và có nhiều người nói mình mua về mà nó chết như vậy đó, mình mang tội. Nếu mình chưa mua nó chưa chết mà mua về nó chết là mình mang tội, bởi vì nó chết trong lòng đó là do mình mà nó chết, do mình mua. Không phải. Lắng nghe cho kỹ nè. Mình mua về mình mới muốn cố ý mình có giết nó không? Không. Mua về để thả, mà nó chết đến khi thọ mạng nó hết nó phải chết thôi. Tội từ tâm khởi, tội mình không muốn giết nó thì nó không phải là sát sanh, đúng không ạ? Thứ hai, khi nó chết nó được an lòng, không phanh thay xẻ thịt giống như ở ngoài cái nhà hàng Việt Nam mua chim quay dữ lắm nha. Cứ bắt đầu là nhổ lông xong hết rồi bắt đầu gì? Bắt đầu là quay nó đó, bỏ lên lửa nướng xỏ sâu vô chiếc đũa nướng, người ta nhậu nghe nó ăn món đó ngon lắm. Thầy cũng chưa ăn nào cái món đó. Thứ hai, khi mình mua về nó chết, mình được quy y cho nó, mình sám hối nghiệp chướng cho nó, thì như vậy cái tâm của mình là tâm thiện đối với nó, mình không có tội. Dẫu cho nó chết là thọ mạng nó hết, hiểu chỗ này không ạ?
và nó chết không bị phanh thay xẻ thịt, thì con thú này không phải là mình mang nghiệp sát sanh với nó, là thứ nhất. Vấn đề thứ hai, sư cô này lấy cái con thú, con chung chung, con chim này đó, mang vô trong chánh điện ngồi niệm Phật đến chiều. Con chim này nó mềm, mềm quá trời mềm. Còn cái con chim mà nằm gốc cây cô quên mang vô á, nó cứng ngắc. Trời ơi, chim họ niệm mà mềm á. Lạ nha, rất là lạ nha, con chim nó mềm xèo à. Mà những con chim mà nó mềm á đó, nhìn nó cái lông nó xếp lại mà nằm nó rất là thấy quan hỷ. Mà con chim nằm gốc cây quên mang vô á, nó cứng ngắc mà nó xù lông lên nha. Cho nên thành ra loài súc vật khi mất, mình niệm Phật cho nó vẫn cảm được câu niệm Phật cho mình. Rất hay. Lòng từ mình là thương súc sanh là thương như thế. Cho nên thành ra thầy vẫn luôn luôn đề xướng cái chuyện ăn chay trường và phóng sanh. Nếu ai chấp hành và làm theo được cái hành động này nè, thì lúc lâm chung quý vị không đau bệnh. Nhớ có một sư cô đi xuất gia rồi mà lúc lâm chung nằm trong giường bệnh, đồ chúng tôi chích thuốc đau quá chịu nổi, thầy ơi, thầy có thuốc nào thầy chích cho con mũi con bị ung thư gan. Đau đớn mà nằm cái giường mà núm bẻ cái giường, muốn cong cái giường, đau đớn lộn lên rồi rớt xuống, lộn lên rồi rớt xuống, đau đớn quá chừng. Con kêu giờ thầy làm sao, thầy giúp giùm cho con, thầy chích bộ thuốc cho con chứ. Thầy mới hỏi hồi trước gia đình cô làm gì, kêu lúc trước con chưa đi tu gia đình con giết heo, bây giờ cô nằm như con heo á, biết không? Con heo khi chết rồi bắt đầu để lên cái tảng, cái Việt Nam á, để lên một cái băng đá, bắt đầu nó banh bốn cái chân ra, bắt đầu nó chặt từng khúc á, thì cô nằm một nửa dưới giường nửa trên giường. Đau quá rồi đó, sẵn luôn nằm nửa trên giường nửa dưới giường như con heo. Ồ, cái quả báo gì ghê vậy ta. Mà có nhiều người bò hoài không chết, đưa cái dao vô cổ chỉ nhá qua dày cái ngã lăn ra chết. Nên nhớ nha, tất cả những hành động hôm nay quý vị về đây lạy Phật, niệm Phật, đều có gì, đều có những công đức nó nằm chứa trong A La Gia hết. Còn quý vị làm tội nó cũng có cái tội nó nằm trong cái A La Gia quý vị. Đến lúc chết nó quay lại giống như một cuốn băng video. Nó đồng ý với cái nghiệp nào, nó vui với cái nghiệp nào thì nó sẽ đi theo cái nghiệp đó. Mà cái nghiệp đó là cái hành động có sức mạnh đó, nó lôi cuốn chúng ta đi mà. Còn nếu mà cái lòng tham mình đó, nó khởi lên đến cái mức độ cao á, thì chúng ta đi vào loài ngạ quỷ. Như bà Thanh Đề, đói không có mà ăn. Và nếu mà si mê á, thì nó đi vào loài súc sanh. Sân hận đi vào trong địa ngục. Còn nửa thiện nửa ác như mình nữa nè, nó chui vô bụng mẹ. Cái linh thức mình á, cái nghiệp thức mình á, nó đi vào trong cái quỷ đạo đó với cái sức nghiệp lực của mình nó lôi cuốn. Còn nhớ nè, lúc đó mà người ta niệm Phật cho mình, mà mình nhất tâm niệm Phật tha thiết để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì lúc đó Phật A Di Đà rước chúng ta đi. Nhưng nên nhớ nha, nếu hiện tại bây giờ không niệm, không thành thói quen, không thành một cái tịnh nghiệp, sức mạnh của nghiệp lực mà tịnh nghiệp á, lúc đó quý vị niệm không nổi. Và lúc đó mình niệm mình thấy nó chán ngấy à, nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Nó không có một cái sức mà gọi rằng là cảm xúc giữa mình với Phật. Bởi vì trong hiện tại là mình niệm cũng chơi chơi, niệm tà tà, mà không có tha thiết. Thì lúc thọ mạng mình hết thì mình cũng gì, không sức đủ nhớ, không đủ sức mình nhớ mình niệm Phật. Cho nên bây giờ mình phải có thời gian để mình niệm Phật. Quý vị biết hồi sáng chúng tôi đi vô trong này, thấy quý vị đi kinh hành niệm Phật, trong lòng nó cứ cảm xúc. Nghe được cái danh hiệu Phật mà trong lòng nó cứ cảm xúc. Mà cũng không ngờ sao mà Phật tử cứ nghĩ là đến đúng cái giờ giấc để mà nghe chúng tôi giảng. Chắc là quý vị cũng được nghe băng đĩa. Hôm nay muốn đến chiêm ngưỡng Vinh Nha. Nhớ nghe, lúc trước quý vị coi cái đĩa chúng tôi 2007 thôi. Trời, lúc đó nó ốm, nó mốm, mà nó xấu bà cố luôn. Không nói thiệt. Nhớ nghe, cái người niệm Phật lâu ngày nhìn gương mặt của họ hao hao như Phật Di Đà. Nhớ nghe, do lấy công đức của Phật trang nghiêm thân tướng, mà trong danh hiệu A Di Đà Phật có vô lượng vẻ đẹp, vô lượng tướng tốt ở trong đó. Chiều hôm qua tự nhiên chúng tôi mấy hôm nay qua bên này làm overtime, làm quá chừng không có thời gian đi đâu hết trơn á. Lịch trên Montreal toàn là giảng đêm không à. Phật tử nói thưa thầy, ban ngày con không có ở nhà, con đi làm neo, đợi 9 giờ, 7, 8 giờ thầy giảng nha. Thầy kêu ở bên Việt Nam thì Phật tử đợi thầy, qua đây thầy đợi Phật tử nha. Bên này xíu này cũng lạ, chắc quả báo thầy sao không biết. Giảng hoài không có thời gian. Hôm qua cái đi xuống cái thác gì đó, thác nước gì thiệt lớn đó,
Rồi xuống đó xong cái đi về. Thiện Chiên xuống nhìn thác đồ này nọ xong rồi đi về lại cái bắt đầu vô phủi tóc đồ make up đều bữa nay để lên giả ngang cái ổ bữa nay xong rồi nhìn mình giống Di Đà vậy đó. Biết giống không? Giống chứ không phải là nghe. Là ngã mạng á. Mình là Phật là không được, mình làm Phật là không được, mình phải giống giống thôi. À giống giống thôi nghe, quý vị coi nghe. Mình niệm Phật thì cái tư tưởng mình niệm Phật á nó thay đổi thân tướng. Bởi vì cái tướng mình do cái tâm nó sanh ra. Nhớ không? Cái tướng mình đó, bữa đó cái tâm mình nó vui, nó hoan hỷ, mình nhìn sắc diện người ta mình thấy khác liền. Bữa đó mà họ buồn, mình nhìn cái sắc diện họ mình thấy khác liền. Mà chính cái buồn đó, cái sắc diện khác mà máu người ta đó nghe, bắt đầu nó gì? Nó cũng bị bệnh lần lần, nó nhiễm bệnh. Cho nên thành ra khi tâm mình vui thì máu nó được khỏe mạnh ra. Nhớ nghe. Mà lúc nào là vui nhất? Niệm A Di Đà Phật là vô lượng an lạc là vui nhất. Tâm an vui. Tìm cái tâm an vui không phải dễ nghe. Mà niệm A Di Đà Phật thì cái tâm mình nó được an vui. Còn mình niệm Quan Âm, chúng tôi có bà chị phải sanh cái đứa đầu ra, nhìn nó không có được hảo tướng, nó lùn mà nó xấu. Nó nói thầy mang thai đứa thứ hai, bây giờ muốn làm sao cho nó đẹp thầy, kêu niệm Quan Âm đi. Đúng thiệt nha, bà sanh cái đứa thứ hai ra, trời nhìn nó đẹp mà nó thích đi chùa, nó thích ăn chay nha. Nó đẹp mà nó hoan hỷ, nói cái gì nó cũng hoan hỷ, mà lúc mang trong bụng mà sanh ra nó cũng dễ nữa. Thì cái tư tưởng mình niệm á, nó nhiễm vô cái thai nhi. Nhớ nghe. Và cái tư tưởng mình niệm á, nó chuyển hóa cái thai nhi trong đó. Gọi là thai giáo, giáo dục và niệm Phật cho nó trong cái lúc còn mang thai luôn. Nó sanh ra giờ, nó lại có chồng trước, nó có con, mà nó gặp ông chồng lại ngon lành. Còn đứa thứ nhất làm sao mà giờ nó cũng chưa có chồng, ế chồng luôn. Cho nên niệm Quan Âm này nó đắc chồng lắm. Lạ cả cái đứa bé, ai nhìn thấy lạ. Cho nên chúng tôi mới nói là gì? Tướng do tâm sanh phải không ạ? Đúng không? Mà cảnh tùy tâm chuyển. Cái tướng mình do cái tâm đó, nó sanh. Mà quý vị biết cái tướng chúng tôi mà cái lúc còn nhỏ mới đi tu 12 tuổi nó xấu. Nó xấu mà lạ lắm nghe. Đi vô trong chùa á, mà ngày Tết mình đi gọi là gì biết không? Ngày Tết mà gọi là mình đi thập tự đó mà. Ghé vô tỉnh Sáng Ngọc Bang, lúc đó chúng tôi ở Ban Mê Thuộc. Bị sư cô bả nhìn chúng tôi bả thấy, trời cái thằng nhỏ này gì đâu mà tướng nó xấu xí. Mà hỏi biết cái thằng này con gái hay con trai nữa. Bà hỏi cái câu đó bả nghĩ chắc mình bê đê quá ta. Trời nhìn xong mà thảm thương quá. Mà lúc đó tự ái dữ nha. Lúc đó tự ái dữ dằn luôn á. Giờ sau đi thập tự chắc đứng ngoài cổng ngõ không vô chùa bà sư cô này nữa đâu. Tự ái quá chừng, mà đúng mình xấu bả nói xấu với tự ái gì nữa. Lạ nghe. Cái người niệm Phật một thời gian nó thay đổi thân tướng. Rồi gì nữa? Rồi thọ mạng họ kéo dài. Giống như chúng tôi nói ba chúng tôi. Và đặc biệt nha, lắng nghe chỗ này. Cái công đức của người niệm Phật một thời gian nó vượt trội một cách không thể tưởng tượng. Và tội của họ tiêu một cách lạ kỳ. Lúc trước cái việc gì đó đến với họ, họ bực bội 5-7 ngày, cái niềm bực bội, cái vết thương lòng đó nó làm cho họ khó chịu, họ không qua được. Giờ họ nghe người đó nói tai này qua tai kia hết, nó vượt qua một cách nhẹ nhàng. Nó lạ. Nhờ cái công đức niệm Phật nó quá giải được, nó nhẹ nhàng, rất lạ kỳ. Rồi gì nữa? Nhờ cái công đức niệm Phật đó mà phước báu nó đến. Phước báu nó đến lạ kỳ. Phước báu đó là gì? Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ nó đến với mình. Vì sao? Vì mình lo mình tưới cái gốc cây, mà tưới cái gốc cây nó đủ 4 phân tưới nước cho rồi, trái nó ra phải. Hiểu cái này không ạ? Gốc cây đó là công đức bộ rễ. Mà bộ rễ này mà mình lo lắng cho nó, mình 4 phân tưới nước cho đều cho nó thì gì? Trái mình sẽ tự hái mình ăn. Còn lo hái trái miết mà không tưới gốc cây 4 phân tưới nước thì cái cây này nó khô nó chết. Hiểu cái nào? Chúng tôi là một người thiếu phước, sinh trong gia đình nghèo khổ, đi tu cũng thiếu thốn. Cái năm 2000-2007 mà mua bình ga không có. Bình ga nó có bao nhiêu tiền đâu. Lúc đó có 80 ngàn Việt Nam. Có bao nhiêu 80 ngàn Việt Nam. Nó có 4 đô thôi mà không có tiền mua. Không có tiền mua bình ga. Xuống mua thiếu mua chịu. Tìm một bà cụ về chùa không có. Nghe qua thời tình không nói. Bạn không đủ phước. Người ta mang đến cái ngân hàng giao cho bạn, bạn cũng phá sản. Trong bạn không có tài, bạn đi tìm để làm gì? Bạn chân thật niệm Phật, chân thật để mà tụng kinh lạy Phật đi, thì từ từ cái phước công đức nó có được, cái phước đến với bạn. Lúc đó nghe theo lời hòa thượng, bắt đầu 2007 ở nhà niệm Phật với lúc đó được cho mấy bà cụ thôi,
năm bà cụ bắt đầu niệm Phật từ từ đến 10 bà, 20 bà, 50 bà, từ từ cái chùa nó lên. Sáng nào cũng đèn mấy bà già nó giảng riết, giảng để luyện tập đó bạn. Mà công nhận nhờ mấy bà già mà nó lên tay nghề đó nghe. Giảng hoài, giảng riết 3 năm sau từ 2010 đến 2007 đến 2010 bắt đầu chùa nó tụ về lại. Chùa bắt đầu nó tụ về lại, từ từ đến hôm nay chúng tôi nói 7 năm nay nếu tu pháp môn gì khác không phải là tịnh độ, 60 năm sau chưa được như vậy. Mà không phải chúng tôi kêu là tài giỏi chúng tôi tu được, quý vị không tu được đâu nghe, không phải nghe. Pháp môn tịnh độ là mỗi căn cơ đều tu được hết à. Nhớ nghe, thượng căn, trung căn và hạ căn đều tu được hết nghe. Đừng nói thầy nhàn ông tu xong đâu có kết quả. Ông đời trước có đi tu xuất gia, đời này ông gặp được cái gì? Có căn lành cho nên thành ra ông tu tịnh độ được. Còn mình là người nặng nghiệp vậy sao mà tu về tịnh độ được? Không phải. Ai thành tâm mà niệm công đức Phật Di Đà gia trì cho người đó. Cho nên mới nói là thâm tín A Di Đà Phật là gia xuất mãn mà. Tin sâu vào Đức Phật A Di Đà là được đầy đủ. Đầy đủ về y báo là và chánh báo. Y báo là cái quốc độ của mình là trang. Còn chánh báo là tâm của mình khai mở trí tuệ, tâm của mình được thọ mạng kéo dài, sức sống mình có. Nhớ nghe, cái sức sống trong tâm mình có, cái niềm vui trong tâm mình có, cho nên thọ mạng mình kéo dài. Còn niềm vui trong tâm mình không có, dầu cho mình ăn đầy đủ của đầy đủ vật chất, đầy đủ về dinh dưỡng, thân mình mập mà sức sống không có nó cũng chết sớm. Một cái mũi tên căng ra bắn thì cái lực của mũi tên nó đẩy cái mũi tên đi. Cái lực của mũi tên là sức sống, mũi tên là cái thân, hiểu không? Cái thân này dầu cho ăn uống cao lương mỹ vị để cho thọ mạng kéo dài mạnh khỏe, không phải đâu. Quan trọng là sức sống trong tư tưởng, hiểu chỗ này không? Sức sống trong tư tưởng nếu mà nó vui, nó hoan hỷ, nó không có rầu rĩ râu ria ra rậm rạp nhá. Thì gì? Thì khi sức sống trong tư tưởng có thì nó kéo dài cái thọ mạng. Dầu cho người đó đang nằm bệnh nhưng vẫn chưa chết, nằm 19 năm vẫn không chết. Bệnh nha, nằm trên giường bệnh mà vẫn không chết. Ông này nè, ông niệm Phật 19 năm để chiều chúng tôi kể câu chuyện này. Nằm 19 năm niệm Phật mà không chết. Thân là bị bệnh nằm trên giường. Vậy mà sức sống trong tư tưởng niệm Phật nhưng không nguyện vãng sanh cho nên ông không được vãng sanh. Chúng tôi xuống khai thị cho ông một cái, ông quyết định vãng sanh chỉ trong một đêm là ông đi. Ông cụ ở Việt Nam, ở Sài Gòn, ba của cô Diệu Trì nằm 19 năm không chết. Tha thiết niệm Phật nhưng mà không lỡ lét nha. Mặt mày nhìn ông rất là quan hỷ mà nó còn bộ xương không chết. Bây giờ ông nghĩ là chết không biết đi đâu. Bây giờ cứ bám vô cái xác này cho ông cứ đi. Mà chúng tôi khai thị cho ông một cái. Ông niệm Phật nhưng ông tin có Phật không? Phật đâu thấy tin. Tôi đâu có thấy Phật đâu, kêu Phật hiện ra cho tôi thấy rồi tôi tin. Niệm Phật mà nói kiểu đó. Chúng tôi mới nói thầy và bác không đủ tin nhìn qua thấy, vì mắt của mình chưa được pháp nhãn Phật nhãn thiên nhãn, mình chỉ tin qua nghe. Nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh A Di Đà, cách đây 11 cõi có thế giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà thành Phật 10 kiếp hiện đang thuyết pháp trong đó, tin qua nghe. Chứ thầy với bác không đủ tin qua thấy, mà đâu phải thấy mới tin, nghe mà tin chứ, đúng không? Ông nghe cho ông hiểu ra. Ông kêu ủa vậy có Cực Lạc hả? Kêu có. Ông hỏi ai nói? Kêu Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh A Di Đà. Ông tin Phật không? Ông niệm Phật mà không tin Phật. Khai thị dài câu ông kêu không, tôi tin thầy. Ông niệm đến sáng 4 giờ ông đi. Khai thị chúng trong một cái gì? Khai thị chỉ trong một chớp nhoáng ông ngộ ra được cái ông đi. Mà quý vị biết không? Chỉ trong một đêm ông đi thôi mà thiêu ông ra cái xá lợi. Xương của ông nó trong vắt như pha lê mà nó cứng, nó quýnh chúng tôi mà gọi là trước năm 2009 á, trước khi đi Ấn Độ, cô Diệu Trì của nó thưa thầy cầm hai cái miếng xương gõ quánh nhau nó kêu keng 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 một khay như vậy đó. Do 19 năm ông nằm ông niệm Phật cho nên thành ra nó kết tinh thành xá lợi, dễ sợ. Mà không ai khai thị ông đi không được, bởi vì ông nói rằng đâu có cảnh giới Cực Lạc đâu mà đi, chỉ niệm danh hiệu Phật tôi thích tôi niệm vậy thôi. Mà không tin có cảnh giới Cực Lạc, niệm danh hiệu Phật vẫn có công đức. Ghê chưa? Cái công đức nó có sẵn ở trong danh hiệu rồi. Ông cụ ra đi an bình. Đứa con rể đó nó không tin nghe. Khi nó thấy như vậy xong nó xin quy y. Cho nên thành ra chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là cái công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Chỉ có Phật cùng Phật mới biết nổi. Chúng sanh này không tin nổi.
làm gì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà vô lượng công đức ta? Bởi vì mình chưa hiểu được cái nguyện của Phật. Đức Phật nói rằng ai niệm danh hiệu ta được vô lượng công đức, vì bao nhiêu công đức của ta, tu bao nhiêu đời kiếp hôm nay ta hồi hướng trong danh hiệu ta. Mình không tin nổi, không tin nổi. Vì mình không tin nổi cho nên thành ra mình không có niệm, mà mình niệm sơ sơ, mình niệm tà tà để Di Đà rước, niệm rai rai Như Lai độ, dễ gì độ nói. Phải gắt cổ kiệu à, không à, phải tha thiết niệm à. Vì vậy cho nên thành ra chúng ta nói quý vị nghe nha, mình làm một cái công đức, mình phải trải trường thời gian qua rất lâu. Nhưng trong khi đó cái người niệm Phật một thời gian rất ngắn mà công đức đến với họ rất nhanh. Và phải muốn thành Phật phải trải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà người này chỉ trong một đời này tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên, về hạ hạ phẩm vãng sanh, về phàm thánh đồng cư độ ở bên Tây Phương Cực Lạc, ra khỏi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và tiếp tục lên trên đó để tu hành thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, là giải quyết được vấn đề, giải quyết được vấn đề. Chứ còn không quý vị phải trải trường qua mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, nó sanh lên lộn xuống rất là khổ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thành Phật mà phải trải qua không biết bao nhiêu loài. Quý vị coi tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bốn cuốn của Hòa Thượng Minh Châu dịch, có lúc làm gà, có lúc làm vịt, có lúc làm bò, có lúc làm trâu, có lúc làm chó, đủ loại súc sanh ở trong cái cuốn tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trải qua không biết bao nhiêu thân rồi, hôm nay mới nói là dĩ cố hậu thân cố, đây là cái thân cuối cùng để thả thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn bây giờ chỉ trong một đời về tới Tây Phương Cực Lạc, lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân sắc vàng rồng. Nếu bất cứ một chúng sanh nào về khỏi con mà không được như vậy, thề cũng không thành chánh chánh giác. Bất cứ một chúng sanh nào, dầu là gà, vịt, heo, chó, về cõi con được ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông, lậu vận thông chưa được, vẫn còn kiến tư thiện não, tiếp tục tu hành nữa, dùng thần thông nó đi cúng dường mười phương chư Phật. Và gia đình chúng ta nhìn xuống đây, chúng ta thấy chúng ta để đọ, và chúng sanh cha mẹ mình ở địa ngục, mình nhìn mình thấy về trên đó mới đủ thần lực để giúp đỡ. Còn ở đây mất hết khả năng, mất hết tất cả những cái khả năng, thiên nhãn cũng không có, thiên nhĩ cũng không có, tha tâm cũng không có, túc mạng cũng không có. Vì cái khả năng, cái khả năng của những cái điều kiện mà về thiên nhãn chúng ta nó bị mất hết khả năng này, thì muốn hồi phục khả năng này phải về tới Tây Phương Cực Lạc để hồi phục, để hồi phục khả năng này nương thần lực của Phật. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới nói bạn tu tịnh độ chỉ trong một thời gian ngắn mà bạn được kết quả quá lớn, chỉ trong một đời này mà bạn được vãng sanh rồi đó, là bạn được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Bạn muốn 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là bạn phải thành Phật mới có tướng này nha, phải thành Phật mới có cái tướng này á. Và bạn được cái thân sắc vàng rồng, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc, ăn rồi lười miếng mất, muốn nước, nước ở dưới ao thất bảo á, muốn nước đến chân đến gối, chạy nhanh chạy chậm hay từ từ thì theo ý muốn. Ai có đọc kinh Vô Lượng Thọ? Có đọc kinh Vô Lượng Thọ nghe đoạn này không? Hôm nay thầy đọc mấy năm nay nói ra cho nó có cái hơi hả? Phải tụng hoàn toàn tịch không? Tụng kinh Vô Lượng Thọ tụng 10 năm, đừng xen tạp kinh khác, bạn sẽ chú, bạn sẽ thông hiểu được cái cuốn chú giải này. Năm 2010 chúng tôi qua Hồng Kông, Hòa Thượng đưa bằng cái cuốn này mà bằng chữ Hán. Hôm nay chúng tôi được cái cuốn tiếng Việt dịch ra rồi. Trước khi qua đây in 10.000 cuốn này, nó mới chuyển về 1.800 cuốn, chúng tôi bắt đầu phát ra tặng cho mọi người. Đây là ngày Hoàng Niệm Tổ, cư sĩ, đệ tử Tôn Hạ Liên Cư chú giải cái cuốn này, mất 3 năm mà lấy, nói về cảnh giới tịnh độ rất tuyệt. Hôm nay chúng tôi nghiên cứu cuốn này chúng tôi giảng. Hôm nay giảng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ, ấm tống kinh Vô Lượng Thọ, để hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, đổi cái ngân phiếu tiền qua bên cái ngân phiếu công đức này. Được chưa? Mục tiêu này phải làm để tích lũy, để lúc lâm chung mình đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Đức Đại Thế Chí cầm đài vàng trao đổi vô, Đức Quan Âm cầm cam lồ rưới nơi đầu, Đức Phật A Di Đà thần dùng thần lực nhiếp họ, chỉ trong một sát na liền ngủ được, khoảng tay co dụ đến liên trì. Chứ còn không quý vị phải chui vô bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Đây là cái ngục tù của gì? Của thai bào, ngục tù của thai, phàm thai. Về Cực Lạc là liên thai, gọi là thánh thai để thành Phật. Quý vị chọn thế nào?
còn cái nào chồng thánh thai không ạ? Chồng thánh thai bây giờ phải chịu khổ chịu cực lo tu ăn chay trường đi, giờ còn ăn thịt bà cố luôn ạ. Hết giờ. Thank you.